Chương 11 Editor Su Beta Su Khương Bái trước khi ăn cơm đột nhiên rời nhà, chỉ còn lại bốn người Khương Ngâm, ba mẹ và Doãn Toại. Ngồi ăn cơm cùng bàn với Doãn Toại, Khương Ngâm có chút không quen, toàn bộ quá trình đều cúi đầu không nói chuyện, tự mình ăn. Sau khi Khương Bẩm Hoài ngồi xuống liền bộc phát bực tức, tiểu tử kia sao lại như vậy, chuẩn bị ăn cơm lại đột nhiên chạy đâu không thấy, có chuyện gì quan trọng à? Quảng cáo Report giết ác Lương Văn múc cho Doãn Toại một chén canh, Doãn Toại thụ sủng nhược kinh nhận lấy, cảm ơn giáo sư Lương, con tự mình làm là được rồi. Đừng khách khí, cứ coi đây như nhà mình. Lương Văn cười đáp, mới không nhanh không chậm tiếp lời Khương Bẩm Hoài, nó thì có thế có chuyện gì, tôi ở phòng bếp nói nó hai câu, bảo nó đối với chuyện tình cảm để tâm một chút, đoán chừng không thích nghe. Nó có đức hạnh gì ông còn không biết sao, nhắc đến việc này liền nói có một đống công việc phải bận rộn. Khương ngâm kẹp miếng sủi cảo bỏ vào trong chén, anh con còn chưa tới 30 đâu, mẹ gấp làm gì? Hiện tại không gấp, chậm thêm mấy năm nữa những cô gái tốt đều bị người khác lấy. Lương Văn cảm thấy nói với Khương Ngâm không thông, cũng lười nói tiếp, lại cười ha ha gấp thức ăn cho Doãn Toại, nếm thử sủi cảo cô làm đi, nhân bắp ngô cùng tôm đã bóc vỏ, Khương Ngâm và Khương Bái đều thích ăn. Cảm ơn giáo sư, con vừa ăn một cái, rất ngon. Đúng không, nếu con thích thì về sau thường xuyên đến. Con thường xuyên đến. Đừng có đến. Khương ngâm giật cả mình, ở trong lòng oán thầm. Lương Văn còn tha thiết cùng Doãn Toại nói chuyện phím, con đã tốt nghiệp hơn 4 năm, tuổi tác cũng không kém bao nhiêu so với Khương Bái, người trong nhà không có thúc giục kết hôn. Thân sắc Doãn Toại ngừng lại, ngẩng đầu cười cười, ông nội của con có lại nhảy qua vài câu, chỉ là công việc quá bận, nên không đoái hoài tới. Quảng cáo Report giúp ác Công việc mặc dù quan trọng, nhưng hôn nhân đại sự cũng rất trọng yếu, làm trưởng bối cũng muốn quan tâm đến các con. Lương Văn dừng một lát, lại như lơ đãng mở miệng, bất quá với điều kiện này của con, mặc dù tạm thời không có ý định kết hôn, bạn gái chắc là có rồi nhỉ. Vẫn chưa có. Khó trách ông nội con sốt ruột, con xem Khương Bái cũng như con vậy, cô và giáo sư Khương của con đều sầu chết rồi. Khương Bẩm Hoài nghe xong lập tức phủi sạch quan hệ, bà cũng đừng đẩy cho tôi, tôi không có thấy phát sầu, chỉ có bà sốt ruột thôi. Các người không gấp gáp, chỉ có một mình tôi vội thôi được chưa? Lương Văn không nói nổi liếc ông một cái, lại dùng khuỷu tay đụng đụng Khương Ngâm đang vùi đầu ăn bên cạnh, bồn trộn nói, từ lúc nào con ăn cơm lại an tĩnh như vậy, hôm nay câm hả? Khương Ngâm bị ép ngẩng đầu, Ánh mắt chân thành lại vô tội nhìn về phía Lương Văn. Con đói, ăn ăn ăn, con tiếp tục ăn. Lương Văn gấp thức ăn cho cô, thì thầm trong miệng, không tim không phổi, đến tiếng người đều không nói. Sau bữa cơm chiều liền cắt bánh ngọt, mọi người cũng không ăn được mấy miếng. Khương Ngâm và Lương Văn đem đĩa dọn vào phòng bếp. Lúc rửa xong đi ra thì thấy Khương bẩm hoài cùng Doãn Toại ngồi trên ghế sofa nói chuyện phím. Khương Ngâm không muốn bị Doãn Toại đưa về nội thành suy nghĩ làm sao để không cùng anh rời đi, bên kia lại nghe được Khương Bẩm Hoài nói muốn tìm Doãn Toại đánh cờ. Khương Ngâm lần này vui như điên, ba mẹ, con trở về còn có mấy bức ảnh phải sửa một chút, liền đi trước, hôm nào trở lại thăm hai người. Lương Văn lau tay từ phòng bếp ra, anh con không biết chạy đi đâu rồi, con lại không lái xe đến, làm sao tự mình về nội thành. Thời gian còn sớm, con đón xe là được. Khương Ngâm vừa nói đã đến cửa vội vàng đổi giày, không cho ba mẹ có thời gian để nói yên tâm đi về đến nhà con sẽ gọi điện thoại cho hai người cho đến khi từ trong đơn nguyên ra khương ngâm mới phát giác được cả người thở ra một hơi ở cùng doãn toại lâu như vậy cô có chút hít thở không thông trước mặt cửa nam đại học c đường phố náo nhiệt gọi xe cũng dễ dàng hơn so với nơi khác từ khuôn viên của nhà ra khương ngâm băng qua sân trường tĩnh mịch đi về cửa phía nam Nghĩ đến lúc tan việc Dương Thư đau bụng vô cùng kịch liệt, Khương Ngâm có chút không yên tâm, gọi điện thoại uy chát cho cô ấy. Dương Thư vừa tỉnh lại không bao lâu, nghe được tiếng chuông, sờ điện thoại trên tủ đầu giường, đặt ở bên tai, bên kia truyền đến giọng Khương Ngâm ân cần hỏi thăm, cậu thế nào rồi, có tốt lên được chút nào chưa? Âm thanh Dương Thư còn mang theo phần nhập nhèm, ủ rũ, hiện tại tốt hơn nhiều. Cậu vừa tỉnh ngủ. Ăn cơm không, tớ đi mua cho cậu chút đồ nhé. Không cần phiền phức như thế, lát nữa đặt thức ăn ngoài là được, hiện tại vẫn chưa đói. Được, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống nước đường đỏ. Cúp điện thoại, Dương Thư cảm thấy khát nước, mang dép lê từ phòng ngủ ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền phát hiện phòng khách có động tĩnh. Thân hình Dương Thư hơi dừng lại, chậm rãi đi qua. Trước lan can ban công có một thân ảnh quen thuộc, toàn thân mặc trang phục màu đen cánh tay khoác lên trên lan can một tay khác giơ di động gọi điện cách âm giữa phòng khách và phòng ngủ rất tốt nhưng có lẽ là vì sợ đánh thức người ngủ bên trong giọng nói của anh so với bình thường nhỏ hơn rất nhiều một lát sau anh gác máy xoay người lại bắt gặp dương thư đứng ở đằng thần sắc anh hơi sững sờ bước chân dài đi tới đỡ hơn chút nào không dương thư tỉnh táo lại hôm nay không phải sinh nhật ba anh sao Tại sao anh lại chạy tới chỗ này? Khương Bái không nói chuyện, đi vào phòng bếp đem bình giữ ấm lấy ra, thả trên tay cô. Dương Thư ngồi xuống trên ghế sofa, áo ngủ theo động tác của cô nghiêng qua một bên trượt xuống, lộ ra da thịt đầu vai trắng nõn, bên trên rơi xuống một vài sợi tóc rủ rượi. Khương Bái tự nhiên giúp cô nâng lên, trong nồi có nấu cháo, đói thì nói, tôi múc ra cho em. Miệng Dương Thư rất khô, mở nắp bình giữ ấm muốn uống lúc này nếm được hương vị đường đỏ bên trong, cô kinh ngạc ngước mắt, làm sao anh biết tôi? Nói một nửa, âm thanh của Dương Thư dần dần tiêu tan. Cũng đúng, việc này từ trước đến nay anh luôn nhớ rõ hơn cả cô. Không nghĩ tới luật sư Khương luôn luôn không để tâm bất cứ việc gì, còn có một mặt quan tâm tỉ mỉ như thế, quá hiếm có. Khương Ngâm không nghĩ tới giờ này, sinh viên gọi xe còn rất nhiều. Cô ở cửa Nam Đại học c đợi 10 phút, xe được gọi đến đều bị sinh viên ngăn lại khương ngâm rơi vào đường cùng chuẩn bị gọi điện thoại cho khương bái hỏi anh ở đâu vừa cầm điện thoại di động lên một chiếc xe dừng ở trước mặt cô chiếc siêu xe lamborghini xịn xò so chạy đến lập tức khiến cho người đợi xe xung quanh chú ý tới trùng hợp đây chính là chiếc khương ngâm nhìn thấy ở đơn nguyên dưới lầu chủ nhân là ai bây giờ đã dễ dàng đoán được khương ngâm vốn định giả bộ như không nhìn thấy lúc này cửa sổ hạ xuống trong màn đêm, đôi mắt doãn toại sâu không thấy đấy, thanh âm lại như hơi lạnh của bóng đêm không hiện lên cảm xúc, anh trai em nói muốn tôi đưa em về. Lúc Khương ngâm ngẩng đầu nhìn sang, anh vô lại hất cầm về phía dưới, ra hiệu cô lên xe. Lúc này gọi điện thoại cho Khương bái, đoán chừng cũng sẽ là kết quả này. Quên đi. Khương ngâm lấy dũng khí mở cửa ngồi vào, chuẩn bị thừa cơ hội này cùng doãn toại hòa hoãn quan hệ một chút, hóa giải từng ân oán một đeo dây an toàn vào khương ngâm báo địa chỉ tiểu khu cũng rất chân thành nói lời cảm ơn với anh trên đường về nội thành hai người đều không nói chuyện khương ngâm mấy lần muốn nói chút gì đấy nhưng lại không tìm được lý do gì để mở miệng cuối cùng sức sẹo gợi ra đề tài ba tôi không phải muốn tìm anh đánh cờ à sao hai người lại kết thúc nhanh như vậy xem ra kỳ nghệ của anh rất tốt doãn toại liếc mắt nhìn cô một cái về nội thành có chút việc không có chơi cờ khương ngâm sau hai phút yên tĩnh khương ngâm không ngừng cố gắng thì ra anh cùng anh trai tôi có quen biết lần trước tại quán bar áo khoác anh mang là của anh tôi tôi nói tôi đã nhận lầm người lúc đó anh còn không tin tôi doãn toại tôi lúc đó có nói không tin sao em chính là anh dừng lại giây lát không chút hoang mang phun ra bốn chữ có tật giật mình khương ngâm ông trời ơi trò chuyện kiểu như này khó khăn quá cuối cùng khương ngâm quyết định từ bỏ ngay lúc cô dự định một đường không nói chuyện đến phút chót doãn toại lại chủ động mở miệng nhắc về chuyện xưa em có phải còn thiếu tôi chút gì đó không khương ngâm lập tức cảnh giác ngồi thẳng người lên mấy phần lực chú ý đều tập trung mà ứng phó chuyện sắp tới quả nhiên điều nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến doãn toại này tâm trả thù cũng quá mạnh đi nhưng mà nếu người đó là cô cô cũng sẽ không chịu bỏ qua nếu không có sự giải thích rõ ràng thế nhưng đã là chuyện bao nhiêu năm trước, có cần phải tính toán chi ly như thế không? Lại nói hôn một chút thì có cái gì không được, chưa nói đến đó cũng là nụ hôn đầu của cô đấy, cô là con gái so với anh không phải ăn thiệt thòi hơn à. Vừa lúc có đèn đỏ, Doãn Tọa dừng lại, nghiêng đầu nhìn kỹ mặt cô chốc lát, không có gì để giải thích sao. Khương Ngâm nhìn thẳng anh một chút, cất lên nụ cười thuần lương, vô hại, sau đó, nhìn trái phải mà nói với anh, tôi nhớ anh và anh trai tôi là bạn học đúng không quan hệ có phải còn rất tốt anh là bạn của anh trai tôi bốn bỏ lên năm cũng coi như là anh trai của tôi doãn toại hạ mi đốt ngón tay gõ trên tay lái mấy lần đèn xanh sáng lên anh khởi động xe đi tiếp một tiếng hô ngọt ngào chết người thình lình truyền đến bên tai doãn ca ca toại ca ca doãn toại ca ca nhân lúc thời gian kẹt xe doãn toại rốt cục quay đầu liếc nhìn cô một cái bình tĩnh mở miệng có lời cứ nói khương ngâm tiếp tục cười cười cùng anh nói tiếp một ngày vi sư chung thân vi phụ câu nói này anh từng nghe qua đi ba tôi giống như ba ruột anh mẹ tôi cũng giống như mẹ ruột anh anh còn cùng anh trai tôi quan hệ tốt như vậy giống như anh em ruột thịt vậy nên quan hệ tôi và anh hẳn là sẽ không tồn tại việc thiếu nợ đi một ngày vi sư chung thân vi phụ một ngày cũng là thầy suốt đời mới là cha một đống suy luận được nói ra, chính Khương Ngâm cũng đều cảm thấy tin tưởng và thuyết phục, dần dần trở nên đúng tình hợp lý, lúc nhìn ánh mắt chầm chầm của Doãn Toại cũng không né nữa. Nghe ý tứ này của em, Doãn Toại lặp đi lặp lại suy nghĩ của cô, trong nháy mắt tựa hồ lĩnh ngộ được trọng điểm gì đó, lông mày nhíu lại, biểu tình hơi giật mình, sao lại nghe có chút giống như đang cầu hôn. Khương Ngâm Lỗ tai nào của anh nghe được? Tôi không có. Được thôi. Tôi thật sự không có, anh đừng cố ý xuyên tạc. Khương Ngâm gấp gáp. Khóe môi doãn toại khẽ nhất, nhẹ nhàng thở hắt ra, ngữ điệu mang theo vài phần lười biếng. Nghe em phân tích có lý có cứ như thế, chuyện lần trước tôi nhặt được điện thoại di động của em, liền không tìm em đòi trả ơn nữa, em không còn nợ tôi cái gì cả. Hả? Khương ngâm ngoài ý muốn nhìn một bên mặt rõ ràng, lưu loát của anh, có chút không tỉnh táo lại được. Nghĩ nửa ngày, thì ra anh nói thiếu anh là chuyện nhặt điện thoại này à. Cô còn tưởng rằng là... Thế nào? Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Doãn Toại tùy ý cầm tay lái tiếp tục lái xe, trầm tư chốc lát, có chút hoang mang mở miệng, hay là em cho rằng tôi đang nói việc khác? Khương Ngâm Chương 12 Editor, Su Beta, Su Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai vợ chồng khương bẩm hoài và lương văn ở nhà lương văn rửa mặt xong đi từ phòng vệ sinh ra khương bẩm hoài ở trên giường một bên nghiên cứu sách đánh cờ một bên tự mình hạ cờ vây ngồi xuống trước bàn trang điểm lương văn thông qua tấm gương quét mắt về phá bên kia một vòng mỉm cười quà sinh nhật này của doãn toại lại quá hợp ý ông đi khương bẩm hoài ngẩng đầu ném ra một ánh mắt bà không hiểu đâu rồi suy tư một chút mới không nhanh không chậm mà nói cờ vây đúng là chú trọng cảm xúc một quân cờ tốt nó đều có linh tính lương văn lười nhát nghe ông ở chỗ này nói nhảm bỗng nhiên xoay người lại cánh tay khoác lên bên trên chỗ tựa lưng của ghế ông xã ông cảm thấy doãn toại thế nào cái gì thế nào hôm nay tôi thử thăm dò hỏi thằng bé vài câu nó vẫn chưa có bạn gái động tác của khương bẩm hoài chợt trì trệ ngẩng đầu lên lương văn đứng lên ngồi xuống ở mép giường ngâm ngâm của chúng ta hiện tại cũng độc thân ông cảm thấy hai đứa nó thế nào khương bẩm hoài tiếp tục cúi đầu xuống đánh cờ trầm ngâm thật lâu mới nói tiếp ngâm ngâm vừa chia tay không bao lâu bà đừng có gấp cũng bởi vì chia tay tôi mới nghĩ đến việc tìm một người cho con bé không phải người ta thường nói muốn nhanh chóng dứt ra khỏi một đoạn tình cảm thì hãy đi tìm một đoạn tình cảm khác sao doãn toại là sinh viên của chúng ta phẩm hạnh và học thức đều không tệ cũng coi như hiểu rõ tiểu tử họ Tạ kia không thể sánh bằng. Nói đến tên họ Tạ, Khương Bẩm Hoài thả xuống quân cờ trên tay, thở dài. Khương Ngâm và Tạ Thiệu Viễn bên nhau không bao lâu, Tạ Thiệu Viễn đã đến nhà thăm hỏi. Nói thật, lần đầu tiên Khương Bẩm Hoài nhìn thấy tiểu tử kia, liền không quá ưa thích. Ông sống hơn nửa đời người, hàng người gì chưa thấy qua, vẫn có thể nhìn thấu chút gì. Thằng nhóc Tạ Thiệu Viễn kia ông nhìn thế nào đều cảm thấy lòng ham muốn công danh lợi lộc có chút nặng không giống như người có tính cách chân thật bất quá khương bẩm hoài lại khá sáng suốt không quá thích hỏi đến chuyện tình cảm của con gái nếu là người mà con gái chính mình coi trọng hai người lại vừa ở cùng nhau không lâu ông cũng không muốn xía vào làm ra loại chuyện đánh uyên ương ai có thể nghĩ được tên tiểu tử kia đúng thật là bị ông đoán trúng hai người mới bên nhau ba tháng thằng nhóc đó lại có người khác Khương Bẩm Hoài vì việc này mà có ấn tượng không tốt với tạ thiệu viễn, Lương Văn cũng nhớ đến, nghĩ nghĩ một lát, than thở, ông nói xem nha đầu ngâm ngâm này có phải mắt nhìn người không được hay không. Khương Bẩm Hoài dừng lại, lắc đầu, con bé cũng chỉ nói qua chuyện yêu đương một lần, lời này của bà hơi quá. Vậy khẳng định là không bằng ánh mắt của chúng ta nha, nên tham mưu cho nó một chút, đừng để lại xảy ra sự việc như lần trước. Tôi thấy Doãn Toại thật sự không tệ, đáng tin cậy ông cảm thấy thế nào? Khương Bẩm Hoài thu lại quân cờ, doãn toại quả thực không tệ, nhưng ngâm ngâm vừa chia tay, bây giờ nói chuyện này quá sớm, chỉ sợ con bé bài xích, vẫn là chờ một thời gian nữa đi. Gần đến tháng 6, mưa ngày càng nhiều. Mưa phùng bị gió lôi cuốn đập vào bên trên cửa thủy tinh, ngưng lại thành giọt nước rồi tụ thành từng cổ chảy xuống, tầm mắt ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ. Sau buổi cơm trưa, lão đại của phòng làm việc giang lăng vỗ vỗ bả vai Khương Ngâm, đưa phần văn kiện qua, một bộ phim cổ trang đại IP, gió phệ ở muốn chụp ảnh tạo hình nhân vật, được xem như là hạng mục tương đối lớn gần đây, tôi vất vả lắm mới lấy về được, đến lúc đó cô và Dương Thư cùng đi. Đại IP, xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property, sở hữu trí tuệ, chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Được, chị Lăng. Sau khi Giang Lăng rời đi, dương thư liếc văn kiện một chút sắc mặt liền đen đi mỗi một cái tế bào toàn thân đều kháng cự thế nào khương ngâm dò xét cô ấy vài lần nhận ra dương thư đối với cái này không hài lòng lắm dương thư cắn cắn môi tức giận nói lần trước tớ chụp ảnh tạp chí cho lạc hâm cậu còn nhớ không chơi chiêu nói tớ chụp không tốt khoa tay múa chân với tớ khương ngâm nhớ rõ lúc ấy dương thư sau khi trở về vẫn còn trào phúng mỉa mai ý thức được cái gì chỉ chỉ văn kiện trên tay sẽ không trùng hợp làm nhân vật nữ chính trong gió phệ chứ dương thư u oán gật đầu ngày đó tớ nghe cô ta và người đại diện nói qua việc này nữ chính của gió phệ đúng là lạc hâm thật là quá oan gia ngõ hẹp lão nương đời này đều không muốn gặp lại cô ta gió phệ là một bộ phim đại nam chủ phần diễn của nhân vật nữ chính không nhiều nữ minh tinh tuyến một không đồng ý nhận sẽ chọn đến diễn viên hạng hai như lạc hâm cũng không có gì kỳ quái Bất quá, gió phệ là đại IP, nếu như là khâm diễn tốt, hy vọng được tiến lên tuyến một rất lớn. Khương ngâm vỗ vỗ vai cô ấy an ủi, không sao cả, đoàn làm phim nhiều người như vậy, cô ta cũng không thể quá phận trước mặt người khác, hoặc là đến lúc đó tới chụp cô ta. Dương Thư bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, cậu có biết nam chính của ấy gió phệ là ai chưa? Khương ngâm thật sự không quá chú ý, nhẹ nhàng lắc đầu, ai vậy? trợ lý Tiểu Hà ở đối diện viện bàn làm việc đứng lên, cách màn hình máy tính chỉ lộ ra cái trán cùng một đôi mắt trong suốt, ngôn ngữ vô cùng kích động. Chị Khương, em biết, gió phệ năm chính là thẩm gián, thời gian trước vừa cầm giải ảnh đế, là nam thần của em. Tiểu Hà bên cạnh cũng một mặt hoa si nói tiếp, a a a em cũng thích anh ấy. Dương Thư sửng sốt một chút, nở nụ cười về phía Khương ngâm nói, thấy không, hiện tại sức ảnh hưởng của thẩm gián thật quá trâu đi, phan hâm mộ ở khắp mọi nơi tiểu hà hai tay chống lên mặt bác quái nhìn tới chị khương em nghe chị dương nói thẩm dáng trước kia theo đuổi chị quá chừng ai đẹp trai như vậy vì cái gì chị không muốn a à. thật đáng tiếc tiểu hà điên cuồng gật đầu đúng vậy đúng vậy khương ngâm cầm văn kiện trên tay vỗ nhẹ lên trán hai người giờ làm việc mà trò chuyện bác quái cái gì việc đã giao cho các em làm xong chưa khách hàng muốn nhanh chóng lấy tranh thủ thời gian làm việc gió phệ hai ngày này đã khởi động máy đang trong thời gian quay ảnh tạo hình cũng được tiến hành ở phim trường hoành điếm hạng mục tương đối gấp trời còn chưa sáng khương ngâm và dương thư đã mang theo đoàn đội đến đoàn làm phim cùng đạo diễn với biên kịch thương thảo về nhân vật hiểu rõ tính cách nhân vật vì để quay chụp thuận lợi hơn khương ngâm còn dẫn dương thư tìm nhân vật trọng yếu giao lưu có lúc lại cầm bút ghi chút gì đó người trong đoàn làm phim rất hòa thuận khương ngâm hỏi cái gì mọi người cũng đều nhiệt tình trả lời nói một ít cái nhìn của mình đối với nhân vật hôm nay khí trời nóng bức mặt trời nóng bỏng treo trên đỉnh đầu phơi lâu làm cho người ta choáng mắt tiểu hà đến giúp khương ngâm che ô đưa nước qua chị khương uống nước cho thấm giọng khương ngâm vặn nắp bình nước ra uống một ngụm dương thư cầm vỡ đi tới các diễn viên khác đều đã trao đổi xong không sai biệt lắm chỉ còn lại nam nữ chính vì buổi sáng một mực quay phim không có thời gian trao đổi Nói đến chỗ này Dương Thư dừng một chút, ném mị nhãn về phía Khương Ngâm, như vậy đi, cậu tìm lạc hâm, tớ tìm thẩm gián. Cô cùng thẩm gián thật ra cũng không có gì, nhưng nếu có thế không tiếp xúc, như thế sẽ càng tốt hơn. Khương Ngâm đưa biểu tượng ok với Dương Thư, không có ý kiến. Thẩm Giáng và Lạc Hâm đang đối diễn với nhau một phân cảnh, bởi vì trạng thái của Lạc Hâm không đúng, nờ dê nhiều lần, đạo diễn tức giận tới mức phát hỏa, Lạc Hâm, cô đến cùng có được hay không, kỹ thuật diễn này có thể làm nữ chính sao? Không thể diễn thì thay người. Lạc Khâm bị giáo huấn mặt đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Đạo diễn nhắm ngay cơ hội, chuẩn bị chào hỏi nhân viên phi hành đoạn, cảm xúc đúng, nói lời thoại. Lạc Hâm mơ màng một chút, nhìn về phía bên này. Đạo diễn quát lớn, nhìn tôi làm gì, cô nhìn thẩm dáng kìa, nói lời thoại. Dương Thư nhìn xem bên kia, xích lại gần bên tai Khương Ngâm nhỏ giọng nói, Đạo diễn thật hung dữ a, à, nhưng thấy là Khâm bị chửi tớ vô cùng thoải mái, lần trước chụp tạp chí cô ta cũng dày vào tớ không ít. Vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên nhíu mày che bụng, đau quá, hình như vừa rồi quá khát nên uống nước lạnh. Khương Ngâm không nói nhìn cô ấy, thân thích của cậu còn chưa đi sao, yêu thích không buông như vậy. Dương Thư cắn cắn môi, vô cùng đáng thương, nãy giờ vẫn luôn giao lưu với những người kia nên nói nhiều miệng khô tớ cứ nghĩ trời nóng thế này sẽ không có chuyện gì khương ngâm để tiểu hà đỡ dương thư đi nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn ở giữa thẩm gián và lạc hâm đã kết thúc quay chụp mỗi người đều có trợ lý của mình vây quanh che nắng đưa nước từng ly từng tí khương ngâm thở dài tự mình chủ động đi qua đứng ở trước mặt lạc hâm đang bị vây quanh lễ phép chào hỏi cô lạc hâm tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh tạo hình cho gió phệ khương ngâm vì lát nữa phải quay chụp nên tôi muốn tìm cô trò chuyện một chút về vai trò của nhân vật sư đăng huyên này. Xin hỏi hiện tại cô có thời gian không? Sẽ không chậm trễ quá lâu. Lạc Hâm tiếp nhận kính trâm từ trợ lý, cầm trên tay thưởng thức, dường như không kiên nhẫn. Việc này có cần thiết sao? Tôi cũng không phải lần đầu tiên quay chụp, sao lúc trước lại không phiền toái như vậy? Ảnh tạo hình sẽ rất tốt nếu có thể thuyết minh nhân vật, dẫn dắt, mang đến linh cảm cho nhân viên phục trang và hóa trang có lợi cho bọn họ khi triển khai công tác hậu kỳ. Nếu gió phệ là do truyền thông tin đồ truyền bỏ ra món tiền khổng lồ để chế tạo tác phẩm, thì mỗi khâu đều cần nghiêm túc hoạt động. Đoàn làm phim tìm phòng làm việc chúng tôi, chúng tôi có nguyên tắc và thái độ làm việc của mình, cũng hy vọng cô Lạc khâm phối hợp cho. Nha! Lạc khâm trực tiếp đeo kính trăm lên, nhếch môi cười với cô một tiếng, đáng tiếc hiện tại không rảnh. Sau đó nghênh ngang rời đi đầu lưỡi khương ngâm đỉnh ở sau răng cấm, hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc. Lúc này, một chiếc ô vương đến che nắng trên đỉnh đầu cô. Thẩm dáng mặc bộ trang phục của đoàn phim, bạch y tung bay, có một cổ hương vị tiên phong đạo cốt. Thấy Khương Ngâm nhìn sang, thẩm dáng ôn nhu mở miệng, tôi đối với nhân vật sư đang huyên này hiểu rõ một chút. Tiên phong đạo cốt, cũ, cốt cách, phong thái của tiên, vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục dương thư bụng không thoải mái vốn dĩ khương ngâm cũng định một lúc nữa tìm thẩm gián trao đổi đối mặt công việc cô sẽ không để tình cảm riêng tư trộn lẫn vào chỉ xem đối phương như người mẫu của mình thế là lễ phép cười cười như vậy cũng tốt sau lưng đột nhiên truyền đến sao động đạo diễn kêu gọi giống như muốn nên đón người nào thẩm gián nhìn về phía bên kia một chút gió phệ là tác phẩm truyền thông tin đồ bỏ ra vốn đầu tư khổng lồ để quay chụp vừa khởi động máy không lâu hôm nay Doãn Tổng muốn đến hiện trường đóng phim thăm hỏi, hẳn là sắp đến. Thẩm Giáng rũ mắt, có vẻ hơi ấy nấy nói với Khương Ngâm, tôi đi nhìn đón một chút, về việc nhân vật có thể sẽ phải chờ lát nữa. Không sao cả, anh cứ bận trước đi. Khương Ngâm cũng không biết vì sao gần đây luôn đụng phải Doãn Toại, đúng là nghiệt duyên không thể hiểu được. Lúc này các diễn viên lớn nhỏ đều muốn nhảy đến trước mặt Doãn Toại làm quen, toàn bộ đem cửa bao bọc, vây quanh những diễn viên có chút danh khí được đạo diễn an bài sắp xếp ở phía trước, người đứng sau chỉ có thể nhón chân, vương cổ lên nhìn về phía trước, chờ đợi một lúc nào đó kim chủ có thể hướng về phía bên này nhìn một cái. Khương ngâm không gấp cái náo nhiệt này, nhìn thấy Dương Thư ngồi dưới bóng cây phía bắc, cô đi qua ngồi bên cạnh cô ấy, bụng còn đau không? Tiểu Hà vừa đưa nước nóng, uống xong tốt hơn nhiều. Dương Thư nói rồi nhìn về phía bên kia một chút, nhìn chiến trận này, nhiều vị tai to mặt lớn trong giới giải trí nên đó, thật quá có mặt mũi. Một chiếc Bentley màu đen dừng ở cạnh đó, có người cung kính mở ra cửa xe sau, người đàn ông với âu phục phẳng phiêu chậm rãi xuống xe, rất nhanh liền được đạo diễn cùng nhà sản xuất nghênh tiếp. Nam diễn viên trong đoàn làm phim thân cao thì rất phổ biến nhưng anh đứng ở trong đám người vẫn cao như cũ. Màu da dưới ánh mặt trời trắng tự nhiên, khi nói chuyện với người khác đều cười yếu ớt, phản phất bình dị, gần gũi nhưng lúc lơ đãng lại bộc lộ ra mấy phần cảm giác xa cách làm cho lòng người ta sinh ra sự kính trọng nhưng cũng không dám tới gần hơn thẩm gián bị đạo diễn kêu một tiếng tiến lên nói chuyện với doãn toại lúc hai người đứng chung một chỗ dương thư kích động kéo cánh tay khương ngâm khương khương cậu cảm thấy hai người bọn họ ai đẹp trai hơn nói xong không đợi khương ngâm trả lời chính mình sờ cầm suy nghĩ một hồi hai người thân cao không sai biệt lắm khí chất của thẩm gián yếu không ít Nói về diện mạo, đôi mắt Doãn Toại so với thẩm dáng thâm thúy hơn một chút. Khương Ngâm mỉm cười ngắt lời cô ấy, cũng không phải cho cậu chọn đàn ông, thế mà lại phân tích rất nghiêm túc. Dương Thư tiếp tục hướng về phía bên kia dò xét, bỗng nhiên đụng đụng bả vai Khương Ngâm, nhỏ giọng nói, "Doãn Toại có một cặp mắt đào hoa tiêu chuẩn, lúc cười thì hiện lên nhiều phần yêu mị, không cười thì lại hiện lên sự nhạt nhẽo, vô vị, nghe nói người có được loại mắt này, trời sinh đều rất si tình." có lẽ cậu nói đúng. Khương Ngâm Thuận thế nhìn qua, giọng điệu than thở, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Doãn Toại phải động tình. Bên kia không biết hàng huyên cái gì, đạo diễn và nhà sản xuất mang theo Doãn Toại đi vào hiện trường đóng phim, đám người dần dần tản ra. Thẩm gián nhìn qua phía bên này, ngoắt tay với Khương Ngâm. Khương Ngâm ôm vợ đứng lên, cậu không thoải mái thì nghỉ một lát đi, tớ đi tìm thẩm gián trò chuyện về nhân vật, sau khi kết thúc chúng ta nắm rõ rồi bắt đầu quay chụp tìm chỗ ngồi xuống khương ngâm lật ra bản bút ký của mình chúng ta nói về vai trò nhân vật của cậu trước đi nhân vật nam chính ninh hiến bởi vì trời sinh dị đồng bị phụ mẫu vứt bỏ đối với công việc khương ngâm từ trước đến nay đều rất nhập tâm cùng thẩm gián nghiên cứu thảo luận với nhau giải thích về góc nhìn nhân vật rồi cầm bút ký ghi chép trọng điểm một chút làm tài liệu quay chụp vừa lúc một phân đoạn lấy cảnh ở gần đó doãn toại đứng một bên xem bọn họ quay chụp ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên này, cách đó không xa, dưới lều vải giảng dị, thẩm giáng và khương năm trò chuyện đến quên mình. Bên kia đang làm gì? Nhân viên đoàn làm phim cười giải thích, doãn tổng, ảnh tạo hình của gió phệ được ủy thác cho phòng làm việc nhiếp ảnh lăng vận, bọn họ nói thuyết minh nhân vật để dễ dàng bắt giữ linh hồn nhân vật dưới ống kính, cho nên sớm đã tìm các diễn viên giao lưu, thương thảo. Tôi vừa mới nghe nhiếp ảnh Khương cùng diễn viên khác nói chuyện phím, phát hiện hướng giải thích vô cùng đặc biệt, rất có tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Khương Ngâm ở đấy còn đang chậm rãi nói, thỉnh thoảng sẽ khoa tay gì đó với thẩm gián. Thẩm gián cứ như vậy lặng lặng nghe, ánh mắt nhìn chăm chú mặt cô, tựa hồ là đang nghiêm túc nghe, lại như đơn thuần chỉ nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá chiếu xuống những chùm tia sáng nhỏ, rơi xuống trên đỉnh đầu hai người, hình ảnh tĩnh mịch lại vô cùng hài hòa. Doãn toại không nhìn thấy được thẩm dáng là đang say mê trò chuyện công việc. Anh nhàn nhạt thu lại tầm mắt, thanh âm không giận mà uy, có tiêu chuẩn chuyên nghiệp hay không phải chụp mới biết được, trò chuyện những vấn đề kia chưa chắc là hữu dụng. Thẩm dáng không phải nhân vật chính sao, một lát nữa không cần quay chụp. Đạo diễn bên cạnh sửng sốt hai giây, nhớ đến Doãn Tổng ở chỗ này bây giờ, hẳn là muốn xem nam chính diễn một đoạn. Bận biểu phân phó trợ lý, nhanh đi gọi thẩm dáng chuẩn bị một chút. Chương 13 Editor, Su Beta, Su Nhân viên đoàn làm phim kêu thẩm dáng đến quay phim, đúng lúc Khương Ngâm cũng trò chuyện vừa xong, tay cầm bút sửa sang lại một chút, đi đến chỗ dương thư phía bên kia để thương lượng tiếp về việc quay chụp. Thẩm dáng một lần nữa thay trang phục, ôn lại kịch bản một lát, đi về phía trước ống kính. Bản thân đạo diễn đối với thẩm Gián mười phần thưởng thức, lại nghĩ đến cậu ấy là nghệ sĩ dưới trướng truyền thông tinh đồ, nhân lúc thẩm gián không có ở đây liền tán dương trước mặt doãn Toại doãn tổng kỹ thuật diễn của thẩm gián đúng là không còn gì để nói ngộ tính đối với nhân vật cũng rất mạnh doãn tọa hững hờ nghe dư quan nhìn thấy khương ngâm đi đến chỗ dương thư bên kia nói cái gì lại lưu loát chào hỏi người an bài công việc nhìn còn rất lôi lệ phong hành lôi lệ phong hành tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ anh chưa thấy qua dáng vẻ lúc làm việc của cô có chút không giống cô gái trong trí nhớ Nhớ lại năm đó ở đại học C, cô cứ luôn đi theo phía sau lưng anh, trên cổ đeo máy ảnh, có lúc thừa dịp anh không chú ý đột nhiên chụp lén anh, đèn flash chợt lóe lên. Anh quay đầu trừng cô, cô liền làm ra dáng vẻ vô tội, sờ lỗ tai một chút, sau đó ngọt ngào cười với anh, kỹ thuật chụp ảnh của em tốt lắm, nhiếp ảnh gia tương lai trứ danh trong giới thời trang tự mình chụp ảnh cho anh, anh quá có phúc khí. Doãn toại không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Cô liền vui vẻ đuổi theo, giống như tiểu lắm lời, anh tức giận à. Anh đừng tức giận mà. Cùng lắm thì sau này trước khi chụp, em sẽ hỏi ý kiến của anh. Hoặc em xóa ảnh vừa mới chụp được không? Em xóa à nha. Em xóa thật à nha. Này, anh không thể giả vờ ngăn cản một chút sao? Doãn tọa dừng lại, cô không có được báo trước nên đã đâm vào lưng của anh, lúc ngẩng đầu, chóp mũi đỏ lên nhàn nhạt, ánh mắt vừa u oán vừa đáng thương nhìn anh doãn toại bất đắc dĩ thở dài tân sinh viên không cần huấn luyện quân sự sao em là một người con gái vì sao cứ luôn đi theo tôi em là một người con gái mỗi ngày đi theo anh cô xoa xoa cái mũi mỏi như mặt không đỏ tim không đập đúng tình hợp lý mà nói ra hết đương nhiên là coi trọng anh rồi anh lại không ngốc thế mà còn hỏi làm gì doãn toại doãn tổng ngài xem đoạn này hiệu quả thế nào lời nói của đạo diễn kéo doãn toại ra khỏi hồi ức anh ngẩng đầu thân ảnh khương ngâm đã sớm biến mất khỏi tầm mắt bởi vì trước đó làm tốt công tác chuẩn bị việc chụp ảnh tạo hình so với trong dự đoán thuận lợi hơn nhiều phần lớn diễn viên cũng đều hết sức phối hợp chỉ là lúc đến phiên lạc hâm tiến độ đột nhiên chậm lại dương thư trào phúng quả nhiên không sai lạc hâm rất thích cảm giác tốt đẹp khi bản thân khoa tay múa chân trong lúc quay chụp căn bản không nghe nhân viên công tác an bài Dương Thư tính tình bạo dạn, suýt nữa cùng với cô ta âm ỉ, bị Khương ngâm ngăn lại. Dương Thư tức giận đi qua bên kia quay chụp cho các diễn viên khác, bên này giao cho Khương ngâm xử lý. Khương ngâm phân phó người thay trang phục cho Lạc Hâm, còn mình thì không lưng điều chỉnh thử máy ảnh. Chờ Lạc Hâm một lần nữa đứng trước ống kính, lông mày Khương ngâm nhẹ câu lại, màu mắt và nhũ mắt này là ai làm? Còn có lớp trang điểm trên mặt là chuyện gì thế? thợ trang điểm một mặt khó xử đi qua chị khương là chính lạc hâm yêu cầu thực sự không có cách nào lạc hâm hiện tại cầm cái gương nhỏ đắc chí thưởng thức lớp trang điểm trên mặt mình thậm chí cầm điện thoại tự chụp một tấm hình khương ngâm đè nén sự không vui hướng về bên kia nói cô lạc hâm tạo hình cần căn cứ vào thiết lập nhân vật để tiến hành trang điểm hy vọng cô phối hợp với sự sắp xếp của nhân viên công tác đổi lại lớp trang điểm trên mặt chúng tôi muốn bắt đầu quay chụp là khâm giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lấy điện thoại chụp ảnh, hiển nhiên đang cố ý lờ cô. Khương ngâm lại kêu vài tiếng, vẫn như cũ không có kết quả. Kiên nhẫn dần dần tiêu hao dường như không còn, sắc mặt Khương ngâm trầm xuống, đi lên phía trước, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng, sắc bén, đây là phim cổ trang, trang điểm như võng hồng nhìn rất đẹp sao. Võng hồng, từ dùng để chỉ những người nổi tiếng trên mạng là khâm còn đang đối diện với ống kính điện thoại tạo dáng hai, ý cười trên khóe môi không kịp thu lại. Lúc sau mới hiểu ra lời này là nói với cô ta, lập tức thẹn quá hóa giận, tôi còn cần cô chỉ giáo. Người xung quanh nghe được động tĩnh, nhao nhao nhìn qua phía bên này. Khương Ngâm không sợ hãi chút nào nhìn cô ta, hôm nay tôi đã rất cho cô mặt mũi, lúc quay phim, trước mặt đạo diễn cô có dám tự tung tự tác, chủ trương như thế không? thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Lạc Hâm không ngờ Khương Ngâm lại dám nói chuyện như thế với mình, tức giận đến mức chỉ tay về phía cô, cô. Cô cái gì cô? Khương Ngâm không kiên nhẫn đánh gãy cô ta, gió phệ đem nhiệm vụ chụp ảnh tạo hình giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm để tạo ra tác phẩm. Nhưng chụp ảnh cũng không phải chỉ một mình cô, nếu cô có chủ trương như thế, thì tùy cô, chính cô đi mà tìm thợ chụp ảnh chụp dù sao tương lai ảnh chụp phát ra ngoài, dân mạng phát hiện hình tượng của cô cùng nhân vật không hợp, cũng chỉ sẽ nói là tự cô không diễn nổi nhân vật sư đang huyên này, không có chút liên quan nào tới tôi. À, đúng rồi. Khương Ngâm không để ý sắc mặt khó coi của Lạc Hâm, tiếp tục nói, nếu như tạo hình của cô cùng nhân vật không hợp, nói không chừng đạo diễn sẽ yêu cầu thay đổi nữ chính, đến lúc đó, xin nhớ là vì bản thân tùy hứng làm bậy. Lạc Hâm không cần chụp, người tiếp theo. Khương Ngâm không cho cô ta cơ hội cứu vãn, một lần nữa điều chỉnh máy ảnh, phân phó nhân viên công tác cho diễn viên kế tiếp thay trang phục. Khương Ngâm trong giới nhiếp ảnh vẫn có danh khí và uy vọng, nhân viên công tác thấy Khương Ngâm nói chuyện kiên quyết như thế, trực tiếp đem lạc hâm từ trên đại mời xuống, tiếp tục quay chụp. Ở cửa phòng chụp ảnh, thư ký Lâm kinh ngạc nhìn tình hình bên trong. Lạc Hâm là nghệ sĩ trực thuộc của truyền thông tinh đồ, lời đồn liên quan tới cô ta, thư ký Lâm cũng từng nghe qua, có chút kỹ thuật diễn nhưng lại không có e quy rất thích bày chiêu trò cô ta gần đây thường gây chuyện mọi người ngại độ nổi tiếng của cô ta trong công việc cũng nhiều lần thuận theo dỗ dành cô ta hôm nay trước mặt nhiếp ảnh gia ngược lại hiếm có bị mất mặt thư ký lâm nhớ lại hình như đã từng gặp vị nhiếp ảnh gia này trước cửa khách sạn đồng thành thì phải gần đây lão gia luôn thúc giục ông chủ xem mắt nếu không đồng ý thì dắt về một người Thư ký Lâm cảm thấy đem người trước mắt này trở về hẳn là cũng không tệ, bất luận về tướng mạo, khí chất hay là năng lực đều có thể làm cho lão gia cùng lão thái thái vui. Mà thời điểm ở khách sạn Đồng Thành, cô gái này vừa lúc nghèo túng, ông chủ liền đem phòng đã đặt nhường cho người ta, còn mua quần áo cho người ta, tám phần là thích người ta. Lâm Bí Thư nghĩ vậy, ánh mắt liền lặng lẽ dò xét ông chủ ngay bên cạnh. Doãn Toại lặng lặng nhìn cô gái đang làm việc nước chảy mây trôi, một lúc lâu sau, nhấc môi dưới nở nụ cười khó có được, ghé mắt đối đầu với ánh mắt của thư ký Lâm. Lưng thư ký Lâm cứng đờ, đứng thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sắc mặt doãn toại sớm đã khôi phục như thường, quét mắt nhìn đồng hồ, quay người rời đi. Thư ký Lâm vội vàng bước nhanh đuổi theo. Toàn bộ hành trình Khương Ngâm vẫn luôn đắm chìm trong công việc quay trực, hoàn toàn không biết gì. Lạc hầm không có nhiều đất diễn, cả ngày hôm nay cũng không có cảnh diễn, toàn thời gian đều đợi ở phòng chụp ảnh, nhưng hoàn toàn bị Khương Ngâm và Dương Thư xem nhẹ, không một ai phản ứng với cô ta. Khương Ngâm cảm giác được cô ta mấy lần có ý tiếp cận mình, nhưng lại ngại mặt mũi không chịu bước ra một bước kia. Khương Ngâm xem như không nhìn thấy, luôn bận biểu với công việc của mình. Chụp đến rất muộn mới kết thúc công việc, lúc Khương Ngâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà thì người đại diện của Lạc Hâm gọi lại, chân Thành nói xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Người đại diện rất biết cách nói chuyện, thấu tình hợp lý, thậm chí đem mọi cái sai ông vào người mình vì lạc hâm giải vây. Thật ra, cơn giận của Khương Ngâm đã sớm tiêu tan. Huống hồ nếu cô muốn gắn bó lâu dài trong vòng giải trí, cô không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tự mình gây thù hằn, đáp ứng nếu như ngày mai Lạc Hâm phối hợp thật tốt thì sẽ tiếp tục quay chụp. Ngồi lên xe trở về nhà, Dương Thư cảm khái lạc hâm không có đầu óc gì nhưng người đại diện của cô ta lại rất biết cách làm người khương ngâm tựa vào chỗ ngồi phía sau xe bóp bóp cái cổ mỏi như không quá muốn nói chuyện mệt mỏi trong đêm đó doãn toại vừa làm xong công việc về đến nhà liền nhận được điện thoại của ông nội hai ngày trước ông nói với cháu về việc kết hôn cháu đừng có mà không để tâm tới hôn nhân đại sự rất quan trọng nếu như cháu không tự mình mang về một người ông và bà nội cháu sẽ phải thu xếp cho cháu xem mắt nếu cháu không thích cháu gái của triệu gia tề gia cũng có một cô so với cháu nhỏ hai tuổi còn đang du học nước ngoài mấy ngày nữa sẽ trở về cháu cảm thấy thế nào doãn toại đi đến lấy chai rượu trong tủ lạnh ra sau khi mở nắp đổ vào trong ly đế cao trên quầy ba uống một ngùng chẳng thấy sao cả vậy đến cùng cháu muốn thế nào ông còn có thể ông được chắc trai hay không đây doãn toại bị ông lão nói hơi có chút bất đắc dĩ loại chuyện này sao có thể gấp được làm sao lại không vội, ông và bà người đều đã ngoài 80 tuổi, ngày qua ngày, không chừng ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay. Ông nội. Doãn toại đánh gãy lời ông, đặt ly rượu trong tay xuống ấn ấn xương chân mày nhảy thình thịch, trầm ngâm một lát, thỏa hiệp nói, cháu đáp ứng ông, qua một thời gian ngắn mang về cho ông về một người. Ông lão lập tức vui vẻ, thật sự có coi trọng ai đó ở ngoài sao? Vậy cháu nên nói sớm a, à, để cho ông bớt lo lắng. Doãn toại thuận miệng tân, lại nghe ông lão cực kỳ hưng phấn bắt đầu bác quái, bao nhiêu tuổi rồi. Các cháu làm sao quen được nhau? Gián dấp cô gái đó như thế nào, có đẹp hay không? Có hợp với cháu không? Hai người các cháu hiện tại đã tới giai đoạn nào rồi? Ở bên nhau bao lâu? Vậy cháu lúc nào thì đem người dẫn về nhà, để cho ông cùng bà nội cháu nhìn một chút. Khó khăn lắm mới dỗ dành được lão gia cúp điện thoại, Doãn Toại đứng trước quầy ba một lát, suy nghĩ gì đó. Lúc sau đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống, ấn mở iPad gửi email. Tiếp đó tìm kiếm trong danh bà rồi gọi điện thoại qua, giáo sư Lương, đã trễ như vậy còn gọi điện cho cô, có quấy rầy đến cô không ạ? À? Không có không có. Trong di động truyền đến âm thanh vui vẻ của Lương Văn, gần đây trường học đang làm một chủ đề, buổi tối cô phải vội vàng viết luận văn, bình thường đều ngủ muộn. Doãn Toại đáp một tiếng, hỏi, có phải là nghiên cứu về rủi ro tài chính dựa trên quan điểm của chu kỳ tài chính trong nước? Nhà, con cũng biết cái này. Lần trước nghe giáo sư Khương đề cập qua. Doãn Toại dừng một lát nói, là như vậy, trên tay con có mấy loại trường hợp liên quan mới nhất, đều là tài nguyên số liệu tài chính mới, chắc sẽ hữu ích cho việc nghiên cứu chủ đề của cô, vừa mới gửi đến hầm thư của cô. Mấy ngày nay, lương văn xác thực vì chuyện luận văn này mà bận đến sức đầu mẹ tráng lúc này bà ngồi ngay trước máy tính nghe xong lời này liền nhanh chóng đăng nhập vào email quả thực nhận được email của doãn toại gửi tới văn kiện bên trong tư liệu vừa lúc đây là số liệu gần đây bà vắt hết ốc vơ vét bốn phía lương văn cao hứng đến chết trong lòng hết sức vui mừng những tài liệu này thực sự khó mà sưu tập cô đã buồn bực rất nhiều ngày con đã giúp cô một việc lớn rồi Cô làm sao để cảm ơn con cho tốt đây? Tiện tay thôi ạ, à, có thể giúp được giáo sư thì thật tốt, vậy con không quấy rầy cô nữa. Cúp điện thoại, Lương Văn liền không chờ được mà trở về phòng, đem tin tức tốt này nói cho Khương Bẩm Hoài. Khương Bẩm Hoài dưới sự bức bách của Lương Văn, đang nhờ quan hệ bốn phía giúp bà tìm tư liệu, nghe nói Doãn Toại tìm được, ngược lại ngoài ý muốn chớp mắt một cái. Lấy địa vị bây giờ của Doãn Toại, sưu tập những trường hợp và số liệu xác thực dễ dàng hơn một chút bất quá công việc anh bận rộn như vậy lần trước tới nhà lúc đánh cờ khương bẩm hoài thuận miệng nhắc qua không nghĩ tới đứa nhỏ này lại rất để ý lương văn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc từ trên trời giáng xuống nhìn không được vỗ vỗ bả vai khương bẩm hoài ông xã doãn toại này thật đúng là không có phí công hai chúng ta dạy thằng bé còn rất có tâm khương bẩm hoài trầm ngâm gật đầu quả thật không tệ lương văn vậy ông nói xem, đứa trẻ tốt như vậy, không làm con rể của chúng ta, có phải rất đáng tiếc hay không? Khương Bẩm Hoài Đoàn làm phim muốn có gấp tạo hình của gió phệ, khó khăn lắm mới hoàn tất quay chụp, mọi người còn phải tăng ca để sửa hình. Khương Ngâm từ trước đến nay luôn dễ dàng quên mình vì công việc, hầu như không có chiếu cố thân thể. Cuối cùng khi giao tạo hình ra, Khương Ngâm thở dài một hơi, đồng thời thân thể cũng đột nhiên ngã bệnh, bởi vì liên tiếp sốt cao, không thể không đi bệnh viện truyền dịch. Vốn dĩ Khương Ngâm muốn gạt Khương Bẩm Hoài và Lương Văn chuyện này, việc truyền dịch nhờ Khương Bái đến chăm sóc mình. Không ngờ Khương Bái lanh mồm lanh miệng, dù cô liên tục dặn đi dặn lại với anh, nhưng ngay sau đó anh lại nói cho ba mẹ biết. Sau khi truyền dịch, cô bị ép ngồi lên xe Khương Bái về nhà, nghĩ đến lát nữa phải nghe lại nhảy, nội tâm cô tức giận một trận, Khương Bái, em có thù oán với anh sao? Khương Bái cầm tay lái, ngữ khí vẫn luôn gợi đòn như vậy chúng ta chung sống hòa bình từ lúc nào khương ngâm sau khi về đến nhà đầu tiên lương văn hỏi hang ân cần một phen quan tâm đầy đủ thời gian dần trôi qua trong giọng nói bắt đầu mang một ít trách cứ mẹ nói này con là một đứa con gái ở bên ngoài một mình là không được đã lớn như vậy rồi còn không biết chiếu cố bản thân thật tốt những lời này khương ngâm nghe đến lỗ tai đều chai im lặng nói chỉ là gần đây công việc quá bận rộn chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại tương đối lớn không cẩn thận liền bị cảm kỳ thật không tính là chuyện lớn gì làm sao không coi là chuyện lớn tuổi còn trẻ đừng có mà không coi thân thể ra gì khương bẩm hoài cũng theo đó tiếp lời mẹ con nói không sai từ nhỏ thể chất con đã không tốt lên cơn sốt thì không dễ dàng khỏi được bình thường nên chú ý nhiều hơn nếu như không được con vẫn là nên dọn về nhà ở đi Khương Ngâm liền gấp tại chỗ, bên này cách nơi làm việc của con xa như vậy, con đi làm cũng không tiện a, à. hơn nữa, lần này đổ bệnh thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Lương Văn còn muốn nói tiếp gì đó, Khương Ngâm vội vàng đỡ cái trán, vẻ mặt thống khổ, mẹ đầu con đau quá, không được rồi con phải trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Cô đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Lương Văn bất đắc dĩ ở sau lưng cô hô, vậy hai ngày này con ở trong nhà đã, hết sốt lại trở về đi làm. Ba Cửa phòng ngủ đóng lại. Lương Văn lắc đầu, khuỷu tay chống lên tay vịn ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn về Khương Bái đang dựa lưng vào ghế tựa đằng sau sofa, bác sĩ nói như thế nào là do công việc mệt nhọc nên phát sốt. Khương Bái để điện thoại di động xuống, cất vào túi, nếu không thì. Lương Văn nói, trước kia công việc cũng có lúc bận rộn, cũng không thấy đến mức sinh bệnh phải đến bệnh viện truyền dịch a, mẹ nghĩ có thể có liên quan tới việc thất tình đoạn thời gian trước của con bé hay không? Không thể nào. Khương Bái ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, hai chân vắt chéo, giống như không có xương cốt dựa ra sau, còn cũng không nhìn ra em ấy có di chứng thất tình gì. Lương Văn giận anh một chút, nếu như con bé thật sự đang giả bộ thì sao, còn có thể để chúng ta phát hiện. Thấy Khương Bái không nói, Lương Văn tiếp tục phân tích, tám phần là bởi vì việc chia tay khổ sở, cho nên mới lao đầu vào công việc đem thân thể làm cho ngã bệnh lương văn nói như vậy cũng không phải không có đạo lý khương bẩm hoài trầm ngâm thở dài việc này đã phát sinh nếu như thực sự có tổn thương tình cảm vậy tự con bé phải chậm rãi vượt qua chúng ta cũng không giúp được gì đâu vậy thì cũng chưa chắc lương văn nghĩ ngợi nói với ông xã và con trai tôi gần đây tính toán giới thiệu đối tượng cho ngâm ngâm để con bé phân tâm một chút hai người cảm thấy chủ ý này thế nào khương bái đánh giá thần sắc lương văn luôn cảm thấy bà như đang từng bước dụ địch xâm nhập mẹ có phải trong lòng mẹ đã sớm chọn được người rồi hay không vậy thì nói thẳng ra đi tâm tư bị đâm thủng lương văn cũng không giận cười nhẹ nhàng nói trong lòng mẹ đúng là có chọn được một người mẹ cảm thấy các phương diện đều rất thích hợp mà người này chúng ta đều biết hai cha con khương bái cùng khương bẩm hoài nhìn nhau một chút khương bẩm hoài nhớ tới nói lời hai ngày trước của bà không quá xác định hỏi người mà bà nói có phải là doãn toại lương văn vỗ đùi đúng chính là thằng bé khương bái kém chút nữa là bị nước bọt làm cho nghẹn tác hợp khương ngâm và doãn toại có thể được sao làm sao lại không được tuổi tác không cách biệt lắm ngoại hình cũng xứng tốt bao nhiêu à lại nói bác tự đều không có ngược nhau bây giờ mẹ không phải là nghĩ trước hết để cho hai đứa nó ở chung một chỗ thử một chút sao thử một chút khương bái cảm thấy mẹ anh là người si nói mộng anh cũng không thấy doãn toại quá thân cận với cô gái nào có thế cùng khương ngâm thử một chút sao chúng ta cũng không biết doãn toại nghĩ như thế nào mẹ không thể lấy thân phận cô giáo áp bách người ta cùng ngâm ngâm xem mắt a à? này chỉ sợ là không thích hợp đứa nhỏ này nói gì vậy mẹ con là loại người này sao chúng ta là dựng kế hoạch để hai người đơn độc gặp mặt rồi tìm hiểu lẫn nhau một chút Lương Văn nhìn về phía Khương Bái, mẹ nghĩ rồi, công tác tư tưởng cho ngâm ngâm bên này cứ để mẹ lo, doãn toại bên kia con đi dò thám ý của nó, nếu như thằng bé không muốn thì quên đi. Đột nhiên bị giao nhiệm vụ, Khương Bái hơn nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Để anh đi hỏi doãn toại có muốn xem mắt với em gái anh không? Tính doãn toại không gần nữ sắc, cậu ấy cùng Khương Ngâm lần trước có gặp qua một lần, nhưng chắc là cũng không có quen thuộc lắm. Việc này có thể thành sao? Khương bái sờ mũi một cái, hơi ngồi thẳng, mẹ, con thấy đoạn thời gian trước không phải doãn toại có tới nhà chúng ta sao, cậu ta và ngâm ngâm cũng coi như gặp qua, nếu như hai người bọn họ vừa ý nhau thì hiện tại không chừng sớm đã có tia lửa rồi, không cần mẹ tác hợp. Nếu như đến nay hai người vẫn không có tia lửa, đoán chừng hy vọng không lớn. Nguyên văn là hoa hỏa, ý chỉ trúng tiếng xét ái tình, gặp cái yêu ngay. Làm sao có thể giống nhau? Lương Văn nói, lúc ấy ngâm ngâm vừa kết thúc một đoạn tình cảm thời điểm gặp doãn toại cũng không có ai nghĩ đến phát triển quan hệ nam nữ hiện tại thì khác bây giờ chúng ta phải làm rõ chỉ là để hai người lấy mục đích xem mắt để làm quen nhau lại một chút nói không chừng liền có tia lửa khương bái chủ yếu là sau hôm đó mẹ mới sinh ra suy nghĩ này nếu mà sớm có ý tưởng như vậy lần trước doãn toại đến nhà chúng ta mẹ đã sắp xếp trước rồi nói đến đây Lương Văn cũng rất hối hận, nếu như không được, chúng ta liền quên đi lần gặp mặt trước, cho hai người chúng nó xem mắt thêm một lần nữa, uống cà phê nói chuyện gì gì đó. Khương Bái Lương Văn, dù sao mẹ chính là coi trọng doãn toại, mẹ cảm thấy thằng bé và ngâm ngâm nhà chúng ta rất phù hợp, mọi chuyện cứ thế mà quyết định, hôm nào đó mẹ đi khuyên nhủ ngâm ngâm, doãn toại bên kia con cũng thử hỏi một chút. Khương Bái cũng không biết làm sao để tiếp lời, chỉ có thể nhìn về phía Khương Bẩm Hoài vẫn luôn trầm mặt. Ba, việc này ba thấy thế nào? Ba con, ông ấy nghe theo mẹ, mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Lương Văn nói xong chỉ chỉ Khương Bái, gây sức ép, nếu như con không hoàn thành nhiệm vụ, về sau không cần trở về nữa. Khương Bái Chương 14 Editor, Su Beta, Su Bởi vì nguyên nhân thân thể, lại thêm bản thân quá mức mệt nhọc, Ngủ không đủ giấc, Khương Ngâm đến cơm tối cũng không ăn liền đi ngủ. Ngày hôm sau cô xin phép nghỉ không đi làm, buổi sáng Lương Văn không có lớp, tự mình nấu canh cho cô. Lúc Khương Ngâm tỉnh dậy đã gần 10 giờ, ánh nắng khuất sau rèm cửa. Soạt một tiếng, đem rèm kéo ra, những tia nắng bị ngăn cản bên ngoài nhảy lên rọi vào, bỗng dưng làm cho không gian trong phòng trở nên tươi đẹp, sáng sủa. Vừa rửa mặt xong, Lương Văn bưng canh đã nấu đưa đến phòng ngủ cô. Ôn nhu thì thầm, ngâm ngâm, dậy uống canh đi, mẹ nấu cả một buổi sáng đấy. Khương ngâm không hề biết một chút gì về nội dung hội nghị gia đình tối qua, đối mặt với sự quan tâm, tỉ mỉ bất ngờ của lương văn nữ sĩ quả thực thụ sủng nhược kinh, bừng bác sứ từ trong tay mẹ già ngồi ở bên giường, ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, cô đột nhiên cảm thấy ngã bệnh cũng rất hạnh phúc. Nhìn Khương ngâm đem canh uống từng ngụm xong, lương văn nhận lấy, đưa khăn giấy qua, mới cười ha hả mở miệng, tối hôm qua, mẹ và ba còn có anh con đã thương lượng một chút cảm thấy con bây giờ chỉ biết quan tâm tới công việc lại không biết coi trọng thân thể hay là mẹ giới thiệu đối tượng cho con nha nhiều thêm một người chiếu cố con mẹ cũng yên tâm may mắn lúc này vừa uống xong canh nếu không đoán chừng khương ngâm sẽ bị sặc khương ngâm ném khăn giấy vào thùng rác một lần nữa nằm xuống giường chui vào trong chăn hiện tại chẳng phải rất tốt sao nói đến đối tượng làm gì con không có thời gian đem cái bát không đặt ở đầu giường, Lương Văn nhìn qua cô, không có thời gian liền từ trong công việc chia ra một ít nha, mỗi ngày liều mạng như vậy thân thể sao có thể chịu nổi. Huống chi con đã lớn như vậy, xác thực nên nói chuyện yêu đương rồi. Con không cần, mẹ đi tìm anh con đi, anh ấy còn lớn hơn con cũng đã yêu đương đâu. Khương Ngâm dùng chăn đem đầu trùm lại, biểu thị sự kháng nghị. Anh con là anh con, con là con, sao lại không muốn? chẳng lẽ con còn nghĩ đến tên họ tà kia thân hình khương ngâm hơi động kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt lớn bằng một bàn tay tinh xảo xinh đẹp cảm thấy bất đắc dĩ lẫn buồn cười phản bác con còn nghĩ đến hắn ta làm gì vậy con hãy nghe mẹ lại tìm thêm người nữa lương văn túng chăn của khương ngâm phòng ngừa cô lần nữa đem che lên đầu mẹ đã chọn xong một người cho con con đã thấy qua là sinh viên của mẹ và ba lần trước tới nhà chúng ta ăn cơm doãn toại Khương Ngâm còn chưa kịp nói ra lời cự tuyệt, chợt sợ sệt hai giây, cảm giác cổ họng bị nghẹn lại một chút, bất đắc dĩ làm động tác nuốt xuống, hơn nửa ngày mới hỏi, mẹ nói ai? Doãn toại. Không thể nào, mẹ cô thật là có mắt nhìn. Còn thực sự dám nghĩ. Còn không đồng ý. Khương Ngâm trở mình đưa lưng về phía Lương Văn, đem chính mình một lần nữa bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Vô luận Lương Văn ở đằng sau nói cái gì, Khương ngâm một chữ cũng không tiếp, nghe phiền liền bịt lỗ tai, kêu lên đau đầu. Để cô đi xem mắt với Doãn Toại, đoán chừng bệnh ung thư xấu hổ của cô sẽ tái phát cần phải gọi 120 đưa vào khoa cấp cứu. Lương Văn không có cách nào khác, cũng biết loại việc này nhất thời không thể gấp gáp, chỉ có thể chờ cơ hội lần sau, vậy con nghỉ ngơi trước đi, việc mẹ nói con chậm rãi cân nhắc. Xế chiều hôm đó, Khương Ngâm không thể ở trong nhà được nữa, thừa dịp Lương Văn đi dậy liền lặng lẽ chạy đi về phòng làm việc tiếp tục đi làm tác hợp cho cậu và doãn toại trong văn phòng thanh âm dương thư cất cao không ít bị khương ngâm đưa mắt liếc ra hiệu một cái mới lập tức hạ giọng đây không phải là rất tốt hả doãn toại là sinh viên của ba mẹ cậu lại cùng anh cậu có quan hệ tốt kia không phải đã hiểu rõ tận gốc rồi sao so với tà thiệu viễn tốt hơn nhiều khương ngâm thấy thái độ của cô ấy chuyển biến nhanh như vậy không hiểu tiếp lời lần trước hình như cậu còn nói thân phận địa vị của người ta chúng ta không dám nghĩ đến mà trước khác nay khác à bây giờ mẹ cậu đã nói như thế đoán chừng đối với việc của hai người các cậu đã nắm chắc mấy phần ít nhất mẹ cậu có thể giúp tác động ở bên trên dạng người như doãn toại có cơ hội cậu còn không vững vàng mà bắt lấy khương ngâm nghĩ đến để cô cùng doãn toại tiếp xúc nói lại chuyện yêu đương không khỏi giật mình một cái vẫn là bỏ đi lúc trước không theo đuổi được cô hiện tại không muốn ăn trái đắng. Nhất là đã từng cưỡng hôn anh, bây giờ nhìn thấy anh liền rất lúng túng, cô thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào quá nhiều với Doãn Toại. Huống chi, cô cảm thấy việc này là mẹ cô nhất thời hưng khởi, ai biết Doãn Toại nghĩ như thế nào? Khả năng chính là chỉ có mẹ cô nhiệt tình một phía, người ta căn bản không có ý tưởng này. Hắc xì. Khương ngâm nghiêng đầu hắt hơi một cái, cả người trong buồn bã yếu siêu. Dương Thư cũng không có tâm tư nói với cô chuyện khác, lo lắng hỏi: "Thân thể cậu còn chưa tốt, sao lại đến đi làm?" Nói xong sờ trán cô một cái, nóng hổi. Hôm qua bị bệnh, xem ra vẫn chưa hồi phục. Buổi chiều Khương Ngâm đi làm còn cảm thấy rất tốt, không nghĩ tới nói phát sốt liền phát sốt, không có dấu hiệu nào. Cô đè lên mi tâm, quả thật có chút không quá dễ chịu. "Mau dậy, tớ cùng cậu đi bệnh viện." Dương Thư đi đến văn phòng lão đại Giang Lăng chào hỏi một tiếng, trở về liền đem Khương Ngâm từ trên chỗ ngồi kéo lên. Sau 12 giờ trưa, mặt trời trở nên gay gắt, thiêu cháy sáng rực, thế mà tay chân Khương Ngâm lại lạnh buốt, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Trước lúc đi làm cô đã trang điểm, nhưng lúc này lại không có cách nào che lấp được vẻ tiều tụy vì bệnh trên khuôn mặt, hốc mắt sụp xuống, mí mắt trên dưới dính vào nhau phản phất như không mở ra được bởi vì miễn cưỡng lên tinh thần để chạy tới bệnh viện, đôi mắt hẹp dài, xinh đẹp của cô bây giờ cũng không có thần khí gì, bên trong ngưng động hơi nước nhàn nhạt, nhìn qua làm cho người khác đau lòng. Đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu truyền dịch, lúc Dương Thư đi nộp tiền lấy thuốc, Khương Ngâm đang ngồi trên khu ghế dài nghỉ ngơi, cầm áo khoác che kín mặt. Cách đó không xa, Tạ Thiệu Viễn đỡ Doãn Ánh phù khập khển đi tới hướng này. Kịch bản Tạ Thiệu Viễn viết, Doãn Toại đến nhìn đều chẳng muốn nhìn một cái, Doãn Ánh Phù liền trở về năn nỉ ba Doãn, muốn để ông ta giúp đỡ chút. Ba Doãn ngược lại ra mặt, giới thiệu mấy người đạo diễn, có thể những đạo diễn ấy càng coi trọng mặt mũi của Doãn Toại, không biết Doãn Toại đã nói lời gì, những người kia không ai nguyện ý cho tạ thiệu viễn một cơ hội. Doãn Ánh Phù đi tìm ba Doãn khóc lóc, cầu xin, ba Doãn lại nói chính mình cũng không có cách, cô ta chỉ có thể đi tìm Doãn Toại. Vì tạ thiệu viễn, Doãn Ánh Phù cũng coi như đánh cược mặt mũi hôm nay tự mình làm bánh ngọt, đợi ở cửa truyền thông tin đồ hơn một giờ đồng hồ, thật vất vả mới nhìn thấy Doãn Toại, đến cơ hội nghe cô ta nói chuyện cũng không cho, giống như bình thường không quen biết cô ta, trực tiếp coi cô ta là không khí mà lướt qua. Doãn Ánh Phù còn chật vật ngã một phát, đập trúng đầu gối, chỉ có thể để tạ thiệu viễn mang tới đây thoa thuốc. Doãn Ánh Phù cảm thấy mình cực kỳ thảm, nũng nịu với tạ thiệu viễn, em như thế này đều là vì anh, mặc dù việc còn chưa thành, nhưng em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, anh liệu mà đối tốt với em một chút. Anh lúc nào đối với em không tốt. Tạ Thiệu Viễn nhìn thấy chỗ ngồi phía xa xa, dìu cô ta đi qua, giọng nói ôn nhu, em bị thương đi đường không tiện, trước tiên ở ngồi bên này một lát, anh đi nộp tiền. Khương Ngâm trong thoáng chốc cảm giác như có người ngồi ở bên cạnh cô, thanh âm nói chuyện có chút quen tai, vẫn không nhớ ra là ai, cô theo bản năng đem áo khoác che khuất mặt kéo xuống, nhìn sang Doãn ánh phù được tạ thiệu viễn đỡ lấy ngồi xuống, nghiêng đầu đối mắt với Khương Ngâm. Khương Ngâm. À, đây là cái duyên phận chó chết gì vậy? Nhìn sắc mặt Khương Ngâm có chút kém, tạ thiệu viễn há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, Khương Ngâm trở nên bình tĩnh một lần nữa đem áo che lên mặt, dường như nhìn nhiều sẽ cảm thấy chán ghét. Tạ Thiệu Viễn có lời muốn nói nhưng lại như bị khúc xương mắc kẹt trong cổ họng, sắc mặt rất nhanh bình tĩnh lại, nói khẽ với Doãn Ánh Phù, nếu không em qua bên kia ngồi đi, bên này có mặt trời tương đối nóng. Thanh âm anh ta ôn nhu phản phất không có nửa điểm khó chịu, là thiết lập nhân vật bạn trai tiêu chuẩn quốc dân. Khương ngâm lạnh lùng chế dở dưới đáy lòng, khóe môi lạnh lạnh nhếch lên một chút. Không nha. Doãn ánh phu kề cận, nũng nịu, chân em bị trầy rất đau, không muốn đi xa như vậy, em muốn ngồi chỗ này, anh nhanh đi lấy thuốc đi. Tạ thiệu viễn không có cách, chỉ có thể nói vậy em ngoan ngoãn ngồi, anh rất nhanh sẽ quay lại. Tiếng bước chân đi xa. Vốn dĩ Khương Ngâm không muốn phản ứng với Doãn Ánh Phù, lại thêm nguyên nhân thân thể, lúc này tự mình che mặt ngủ. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là rất tình nguyện cùng bản thân bắt chuyện, ngữ khí cao cao tại thượng, cô Khương, nghe nói cô làm nghề chụp ảnh. Gần đây tôi cùng A Viễn vừa vặn dự định chụp một bộ ảnh tình nhân, tìm đến phòng làm việc của các cô thế nào. Thanh âm cực kỳ ồn ào, Khương Ngâm một lần nữa đem áo khoác kéo xuống, không kiên nhẫn nhìn chầm chầm cô ta. Doãn Ánh Phù tiếp tục nói, tiền không là vấn đề, bất quá tôi đối với kỹ thuật yêu cầu rất cao. Nói xong, ánh mắt nhìn kỹ, dò xét Khương Ngâm, tài nghệ này của cô, có thể đảm nhiệm được sao? Cô Doãn đúng không? Khương Ngâm thản nhiên nhìn cô ta, rất thiện ý nhắc nhở, cô có thể không biết, tôi là nhiếp ảnh gia. Doãn Ánh Phù Ý tứ chính là, khương ngâm vén tóc bên tai cười nhàn nhạt với cô ta người mẫu trước ống kính của tôi nhất định phải là con người cô dám mắng tôi doãn ánh phù trực tiếp đứng lên khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo khương ngâm cô chỉ là một thợ chụp ảnh hạng ba chụp một ngón tay của tôi cũng không xứng nghĩ rằng tôi sẽ cho cô mặt mũi tam lưu trong các cấp bậc của xã hội trung quốc thời xưa thì tam lưu là cấp thấp nhất và ở đây ý chỉ khương ngâm là người thấp hèn trong xã hội Khương Ngâm lắc đầu than thở, xác thực, đối với giống loài loạn thất bát tao, đến một cái móng vuốt của nó tôi đều chẳng muốn chụp. Loạn thất bát tao, mất trật tự, lộn xộn, lung tung. Cô, Doãn Ánh Phù tức giận, vươn tay đến, định cho Khương Ngâm một bạc tai. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhận ra người đến, cô ta cấp tóc thu tay lại. Tạ Thiệu Viễn vừa đi tới, Doãn Ánh Phù đã thay đổi sắc mặt, Lê Hoa Đái Vũ khóc lóc kể lễ, A Viễn, người phụ nữ này thật quá phận em nghĩ đến anh khi đó chọn em ít nhiều cũng có lỗi với cô ấy liền muốn giúp phòng làm việc của cô ấy giới thiệu hạng mục coi như thay anh đền bù một chút cô ấy không nguyện ý thì thôi đi thế mà còn chăm chọc khiêu khích mắng em lê hoa đái vũ lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa khương ngâm lười nhác tiếp lời cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa của người phụ nữ kia một đóa bạch liên hoa thanh thuần tuyệt thế không làm bộ. Tạ Thiệu Viễn giúp cô ta lau nước mắt, ánh mắt rơi trên người Khương Ngâm, hình như có chút bất đắc dĩ. Khương Ngâm, anh quả thực có lỗi với em, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy rồi, em cần gì phải như vậy? Khương Ngâm lúc đầu không định phản ứng với hai người này, hiện tại lại triệt để bị tên Vương Bác đảng Tạ Thiệu Viễn kia chọc cho tức giận. Anh ta lấy mặt mũi ở đâu mà nói chuyện với cô như vậy? Khương Ngâm tráng chóng đỡ chút thân thể có chút suy nhược từ chỗ ngồi lên, đứng trước mặt tạ thiệu viễn, anh có thể trơ trẽn thêm một chút không? Tạ thiệu viễn chăm chú nhìn cô một lát, tận lực thấp giọng em bớt tranh cãi đi, doãn ánh phù có thân phận thế nào em không biết sao, đắc tội với cô ấy thì em làm gì có chỗ tốt? Bộ dạng cùng giọng điều quan tâm của anh ta làm Khương Ngâm bỗng dưng cảm thấy một trận buồn nôn, nhìn không được, đưa tay tác vào má trái của tạ thiệu viễn tạ thiệu viễn không có phòng bị, liền chịu một cái bạc tay này, mặt bị đánh liền nghiêng về phía bên phải. Khương ngâm, cô làm gì vậy? Doãn ánh phù tức giận muốn xông đến, bị tạ thiệu viễn níu lại. Khương ngâm dùng 10 phần lực đạo, lúc thu hồi đầu ngón tay có chút phát run, lại bình tĩnh ngẩng đầu, giọng mỉa mai nhìn về phía anh ta, một tác này lúc đầu sớm nên tặng cho anh, là do tôi lười nhát làm ô uế tay mình. Thế nhưng hôm nay lại cảm thấy vẫn là tặng cho anh thì tốt hơn. Anh thấy thế nào? Lòng bàn tay đang cọ sát dưới khóe miệng của Tạ Thiệu Viễn có chút chết lặng, nhìn thấy người đi đường vây xem, anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi, thái độ trở nên lãnh đạm, Khương Ngâm, mọi thứ nên tự lượng sức mà làm, thấy tốt thì lấy, cô chớ quá đáng. Cô chẳng qua chỉ là một thợ chụp ảnh nhỏ nhoi, muốn tồn tại trong giới giải trí, việc gì phải cùng Doãn Gia đối nghịch. Nói xong không nhìn Khương Ngâm, anh ta dắt tay Doãn Ánh Phù, hai người ân ân ái ái đi xa à cô cùng doãn gia đối nghịch tạ thiệu viễn này xem chính mình là người doãn gia rồi sao khi dương thư cầm thuốc trở về khương ngâm bên này đã khôi phục lại bình tĩnh cô chỉ nghiêm mặt cảm xúc có chút không đúng thế nào dương thư xoa xoa đầu cô vừa rồi y tá lấy nhầm thuốc làm trễ nải thời gian một lát có phải thân thể khó chịu không khương ngâm lắc đầu không nói chuyện cả người đều bị đôi kia cậu nam nữ chọc tức đến đau dạ dày nhất là câu cuối cùng kia của tạ thiệu viễn, cô càng nghĩ càng giận, thế mà còn dám đem doãn gia ra dọa cô. Không phải chỉ là con gái kế sao, có cái gì tốt mà đắc ý. Ở trước mặt doãn toại, còn không phải đến cái rắm cũng không dám thả. Doãn toại. Đúng rồi, sáng hôm nay mẹ cô nói với cô cái gì nhỉ? Bên trên đã truyền nước biển xong, Dương Thương ngồi xuống bên cạnh cô, sao cậu không nói chuyện? Khương Ngâm dường như còn đang tự hỏi, bởi vì tức giận, trước ngực Phật phòng trông thấy rõ. Trong giây lát, cô đột nhiên hạ quyết định gì đó rồi trở lại bình thường, nghiêm túc nhìn về phía Dương Thư, trịnh trọng mở miệng, "Thư thư, tớ quyết định." "Dương Thư." Khương Ngâm cầm điện thoại di động lên, bấm số gọi cho Lương Văn nữ sĩ, "Mẹ, chuyện sáng hôm nay mẹ nói kia, con cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn là có vài phần đạo lý." "Ừ, con đồng ý." Bên kia gác máy dương thư mười phần không nghĩ ra nhìn cô tình huống gì vậy khương ngâm đem di động cất vào túi áo đôi mắt nhấp nháy mấy lần bình tĩnh nói mẹ tớ muốn sắp xếp cho tớ và doãn toại xem mắt tớ hiện tại đồng ý dương thư vì cái gì vừa rồi không phải thái độ rất kiên quyết sao khương ngâm còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình nghiến răng nghiến lợi chơi chết đôi cậu nam nữ kia dương thư chương mười lăm Editor Su. Beta Su. Vốn dĩ Khương Bái cảm thấy Lương Văn nữ sĩ căn bản sẽ không khuyên nổi Khương Ngâm, vì vậy anh cũng không cần phải nói chuyện này với Doãn Toại. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại đáp ứng nhanh như vậy. Nhận được điện thoại thúc giục của Lương Văn, anh chỉ có thể hẹn Doãn Toại đi quán ba lúc trời tối. Khương Bái cẩn thận nghĩ lại chuyện này, nếu Doãn Toại là em rể mình, thực ra cũng khá đáng tin đối với khương ngâm mà nói chắc cũng là lựa chọn rất tốt tuy nhiên khương bái cũng chưa từng mai mối cho ai bao giờ cũng không biết quá nhiều về chuyện này chỉ có thể vừa nói chuyện phím vừa mượn rượu thăm dò tính toán mở miệng nói với doãn toại mẹ tôi muốn giới thiệu em gái tôi cho cậu cậu cảm thấy thế nào động tác uống rượu của doãn toại dừng lại khương bái nói thật với anh không phải lúc trước em gái tôi thất tình sao gần đây mỗi ngày đều lao đầu vào công việc cũng không chăm sóc tốt thân thể của mình nên ốm một trận lông mày doãn toại hơi nhíu lại nhấp nháy môi cái gì cũng không hỏi khương bái tiếp tục nói cho nên mẹ tôi liền muốn để em ấy yêu đương lại phân tâm một chút đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc cánh tay khoác lên đầu vai doãn toại lần trước ở nhà tôi không phải đã gặp qua một lần rồi sao cậu cảm thấy thế nào doãn toại trầm ngâm một lát vẫn không có tiếp lời khương bái lại bổ sung một câu nếu về sau cậu dự định cưới người môn đăng hộ đối làm thông gia thương nghiệp để cậu gia tăng lợi ích tôi cũng hiểu cho cậu đêm nay coi như tôi chưa từng nói gì doãn toại rót hai ly rượu em ấy thì sao anh dùng lực nắm chặt ly rượu vuốt ve dừng một lát mới hỏi em gái anh cũng đồng ý đồng ý à nếu không thì hôm nay sao tôi có thể ngồi đây nói với cậu chuyện này khương bái nghe anh hỏi như vậy đột nhiên cảm thấy có hy vọng không khỏi hiếp mắt nha đầu Khương Ngâm này là nhan khống, tôi cảm thấy tám phần là coi trọng cậu. Thế nào, có thấy hứng thú, muốn tìm hiểu một chút hay không? Nhan khống, cùng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu. Bầu trời vào ban đêm được phản chiếu bởi ánh đèn nê ông trong suốt, vài ngôi sao thưa thớt tô điểm ở xung quanh. Gió đêm tầng mây thổi tan, nhẹ nhàng mềm mại, bầu trời đêm như trải đầy kẹo đường, lưu luyến mà ôn nhu về đến nhà, doãn toại tắm rửa rồi thay quần áo. Lúc lau tóc bước ra, nhận được điện thoại của Khương Bái, thực sự không cân nhắc sao. Doãn toại trầm mặt một lát, sẽ nói với anh sau. Được rồi, vậy cậu cứ từ từ cân nhắc. Cúp điện thoại, doãn toại sấy khô tóc xong từ trong phòng quần áo bước ra. Ngồi xuống bên mép giường, anh cầm lấy một tấm hình được đặt ở đầu giường. Cô gái trong tấm ảnh, lưng dựa vào cây đại thụ, tóc buộc đuôi ngựa, váy đỏ sáng rực cười tươi nhìn ống kính trong thoáng chốc doãn toại nhớ lại buổi chiều hôm đó anh ngồi trên đồng cỏ dưới bóng cây đọc sách cô hứng thú bừng bừng chạy tới có chút phàn nàn nhỏ ai nha tại sao anh lại đổi chỗ rồi nhưng mà không sao chỉ cần ngửi mùi em liền biết anh đang ở chỗ nào doãn toại bị lời nói của cô chọc cho có chút muốn cười em là chó con sao khương ngâm đã quen bị khương bái nói như vậy nên cũng không nghĩ nhiều trực tiếp nói lại vậy anh chính là cái mùi thối hoắc gì đó. Nói xong, cô phát hiện ý cười của Doãn Toại nhạt đi, ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào cô. Cô tỉnh hồn lại, nhanh chóng đổi giọng, không phải không phải, anh rất thơm, ý của em vừa rồi là, em và anh tâm hữu linh tê. Tâm hữu linh tê, tâm linh tương thông. Doãn Toại không để ý tới cô, cúi đầu lật sách trong tay, tìm tôi có việc gì. Có a. Cô từ trong túi sách lấy ra một tấm hình đưa tới em tự chụp chính mình có đẹp không một bàn tay xinh đẹp dựng trước mắt anh màu da trắng ngần mềm mại ngón tay cái được cắt tỉa gọn gàng rất chỉnh tề bên trên móng còn có đường vân màu trăng trắng cô đang cầm một tấm hình trong tấm ảnh cô gái đẹp đẽ xinh xắn đang cười nhẹ nhàng kỹ thuật chụp ảnh đúng thực là rất khá trong lòng doãn toại nghĩ như vậy đem ánh mắt thu hồi tiếp tục lật sách khương ngâm cầm ảnh chụp tiếp tục đưa tới trước mắt anh lắc anh thích không xin em em có thể tặng cho anh doãn toại ngẩng đầu anh không xin em khương ngâm hoạt bát trừng mắt nhìn em cũng có thể tặng cho anh không cần doãn toại cầm bút ghi chú ở trong sách khương ngâm chép miệng vẽ lên ảnh chụp chủ động ngồi xuống bên cạnh anh cố ý ngồi sát anh lúc doãn toại nhìn qua cô hơi di chuyển xa hơn không không một cm một cách vô thức doãn toại thở dài dưới đáy lòng cũng không nói với cô khương ngâm khoanh chân lại khuỷu tay chống đỡ trên chân nâng má nhìn dáng vẻ nghiêm túc học tập của anh đàn anh em đã theo đuổi anh nửa tháng rồi anh chừng nào mới đồng ý làm bạn trai em động tác viết chữ của doãn toại không ngừng sau đó lại lật một trang sách tôi lúc nào nói nhất định sẽ đồng ý em hai tay khương ngâm chống trên bãi cỏ nửa người nghiêng về phía trước xích lại gần anh dùng giọng điệu thương lượng nghiêm túc nói vậy bây giờ anh nói đi em nghe đây khi cô tới gần tráng hai người suýt nửa đụng vào nhau động tác viết chữ của doãn toại rốt cục cũng ngừng lại lông mi cô rất dài dày và cong lên chớp chớp có chút tài tình đôi mắt linh động nhấp nháy như biết nói ánh nắng xuyên qua kẻ lá rơi xuống có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trắng trên mặt cô làn da cô rất đẹp trên mặt không có trang điểm hiện lên một màu ứng hồng nhàn nhạt, giống như quả đào mọng nước trên cây vừa mới hái xuống. Không biết dùng tay nhéo một chút, sẽ có cảm giác gì? Lúc Doãn Toại nghĩ như vậy, ngón trỏ cầm bút không tự giác bỗng nhúc nhích. Tiếp xúc gần, anh có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của cô, quanh quẩn chóp mũi, mùi sữa thơm trong veo phản phất trên mái tóc dài của cô bay tới. Hô hấp của Doãn Toại ngừng lại, chậm rãi giơ tay cầm bút lên, nhẹ nhàng chọc vào trán cô một cái, thoáng dùng sức đẩy về phía sau, đem khuôn mặt nhỏ đang cách chính mình rất gần, vượt qua khoảng cách an toàn, đẩy đi. Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, không hiểu sao bên tai bị mặt trời rọi có chút nóng bỏng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt như nước, trong veo đang nhìn chăm chú của cô, muốn tôi nói cái gì. Anh nói, Khương Ngâm ngồi thẳng lại chút, hắn giọng, dùng ánh mắt rất thâm tình dạy anh, Khương Ngâm, tôi nhất định sẽ đồng ý làm bạn trai em, em kiên trì thêm một chút nữa. Cô đưa ngón tay cái cùng ngón trỏ lại gần để minh họa. Khóe môi Doãn Toại hơi giật giật, sau đó liền rất nhanh bình tĩnh lại, tôi tạm thời chưa có ý nghĩ này. Khương Ngâm nhíu mày, dần dần có chút không quá vui lòng, sao anh lại đáng ghét như thế a, à? anh muốn để cho em theo đuổi tới lúc nào? Âm thanh cô dần dần biến nhỏ, tựa hồ rất ủy khuất, đã nửa tháng rồi. Doãn Toại chưa thấy người nào theo đuổi người ta lại không có kiên nhẫn như thế, đem nửa tháng nói như nửa năm phản phất như lâu lắm rồi, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, sau nửa tháng tôi phải đáp ứng em sao? Vậy anh nói xem phải theo đuổi bao lâu mới có thể đồng ý? Tạm thời không biết. Anh sao có thể khi dễ người ta như vậy? Ai khi dễ cô? Khương Ngâm trước kia chưa từng theo đuổi người khác, một ngày cũng không. Đối với cô mà nói, nửa tháng thật sự rất lâu, không nghĩ tới doãn toại thế mà lại khó theo đuổi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, người thích cô nhiều lắm cho tới bây giờ cô còn chưa phải lấy lòng người khác như thế cô không phục luôn cảm giác mình có chút ủy khuất doãn toại cô đột nhiên gọi anh một cách thô bạo nhưng lúc anh nhìn qua không hiểu sao khí thế yếu xuống không ít chỉ có thể dựa vào giọng của chính mình gia tăng lực lượng anh mà không đồng ý sẽ phải hối hận doãn toại bị cô nói cũng mất đi hào hứng học tập đem sách vở đóng lại để qua một bên cảm thấy lúc cô tức giận còn thật đáng yêu lại cố ý sụn mặt đùa cô một câu, ồ. Rõ ràng là đang tức, Khương Ngâm đang chờ anh trả lời, quay hàm phình lên giống thổi khí. Sau đó, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, cô nhìn chầm chầm doãn toại thật lâu, đột nhiên bổ nhào qua, ông lấy mặt của anh, không nói lời nào. Liền hôn một cái. Sự việc phát triển quá nhanh, doãn toại căn bản không lường trước được, động tác cô nhào tới lại rất mạnh mẽ, doãn toại trực tiếp bị cô đẩy ngã nằm ở trên đồng cỏ, cả người cô nhào đến, dán vào môi anh. Doãn toại lúc này sững sờ tại chỗ. Gương mặt cô gần trong gan tất, đụng chấp mũi anh, giữa cánh môi là xúc cảm ấm áp, mềm mại. Mi mắt dày của cô rung động mấy lần, lông mi quét vào trên da thịt anh có chút ngứa. Khương ngâm chậm rãi nhấc mí mắt lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía anh. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô dường như ý thức được rốt cuộc mình đang làm cái gì, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên, bỗng nhiên đứng dậy từ trên người anh, nhanh chân bỏ chạy. Doãn toại còn nằm trên đồng cỏ, một tảng mây trắng trên đỉnh đầu nhanh chóng trôi qua bầu trời xanh, không bao lâu liền không thấy bóng dáng. Gió hè thổi qua ngọn cây, chim chóc kêu ríu rít, trên cây, vài chiếc lá xanh biết lượng vòng rồi rơi xuống. Phản phất như đã trôi qua một thế kỷ dài, trái tim ngưng đập của anh rốt cục cũng bắt đầu thức tỉnh. Càng đập, càng nhanh chờ đến lúc anh nhớ tới chuyện tìm cô tính sổ, xung quanh sớm đã biến mất bóng dáng của cô. Mà trên đồng có cô vừa ngồi, tấm ảnh mà cô lấy ra cho anh hồi nãy đang lặng yên nằm trên đất. Mấy ngày liên tiếp, Doãn Toại cũng không có gặp lại cô. Vốn cho rằng, cô chỉ là vì thẹn thùng mới trốn tránh anh, thế nhưng về sau cô cũng không xuất hiện, lại có chút giống đang chơi dục cầm cố túng. Dục cầm cổ túng, nghĩ như lạc mềm buộc chặt doãn toại cũng định không để ý cô nữa nhưng không biết sao mấy ngày nay làm cái gì cũng đều phân tâm tâm tình luôn luôn bực bội anh giống như bị cô bắt được dễ như trở bàn tay rõ ràng chỉ theo đuổi nửa tháng ngắn ngủi thế mà anh lại bắt đầu nhớ mãi không quên mấy ngày không gặp liền tương tư cô đã không chịu đến doãn toại dứt khoát tự mình tìm đến dưới lầu ký túc xá của cô thế mới biết cô chuyển trường ngày thứ hai sau khi phi lễ với anh. Rời đi mà không hề báo trước. Nửa tháng kia theo đuổi anh, tự như chỉ là một trò chơi của cô. Nói kết thúc, liền kết thúc. Không tim không phổi. Doãn toại đứng trước cửa sổ sát đất, cầm chai rượu rót cho mình một ly. Nhìn chất lỏng màu đỏ qua ly pha lê xuyên thấu, trong thoáng chốc anh phản phất lại nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ đứng trước mặt anh đung đưa. Khương bái nói cô đáp ứng cùng anh xem mắt doãn toại thật sự ngạc nhiên mấy ngày trước còn trốn tránh anh sao đột nhiên lại đổi chủ ý anh đưa ly đế cao lên ngửa đầu rượu chảy vào miệng hầu kết gợi cảm tùy ý lên xuống quét mắt nhìn một vòng cô gái tươi cười tự nhiên trên tấm ảnh anh bỗng nhiên lại cảm thấy đáp án hình như không còn quan trọng nữa tuy nhiên cô đã dám bước một bước về phía anh thì sẽ không còn cơ hội lùi lại chạy trốn doãn toại cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại, luật sư hạng, giúp tôi viết một bản hợp đồng, càng sớm càng tốt. Chương 16 Editor, Su Beta, Su Lúc ấy, Khương Ngâm đang tức giận liền gọi một cuộc điện thoại như vậy cho Lương Văn Nữ Sĩ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền cảm thấy có chút hối hận. Vì loại người như Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phu, đi xem mắt cùng Doãn Toại, loại mua bán này cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút khó hiểu tính không ra cùng người khác phái ở chung thậm chí yêu đương vậy chắc chắn rất dễ chịu phải không nhưng giữa cô và doãn toại có một đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh bây giờ còn có thể thoải mái ở chung một chỗ sao dù sao cô đã từng theo đuổi anh còn thẹn quá hóa giận đè anh xuống hôn bây giờ lại làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra quả thực có chút khó khăn da mặt cô cũng không dày đến mức như vậy mà doãn toại Ngoại trừ lúc trước không chịu đồng ý làm bạn trai cô, cũng không làm gì đắc tội với cô, nói đến cùng vẫn là do cô lúc đó có hành vi khinh bạc người ta quá mức. Cho nên cô cũng không cần thiết xem người ta như công cụ trả thù đôi cậu nam nữ kia a Như thế rất không có đạo đức. Hương ngâm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá xúc động. Buổi tối nằm ở trên giường, cô lăn qua lộn lại, có chút ngủ không được. Cô mở đèn ngủ lên, mang dép từ phòng ngủ đi ra. Lương Văn còn ở trong thư phòng nghiên cứu luận văn, Khương Ngâm đi qua, gõ cửa phòng một cái. Lương Văn đẩy kính trên sóng mũi, ngẩng đầu, tại sao còn chưa ngủ, có phải lại phát sốt rồi không? Khương Ngâm đi qua, ông cổ Lương Văn nũng nịu, mẹ. Lương Văn để bút trong tay xuống, có chút buồn cười vỗ vỗ lưng của cô, con phát sốt nên trí lực cũng giảm xuống. Sao lại giống trẻ con như vậy? Khương Ngâm cắn cắn môi, chuyện mẹ sắp xếp cho con cùng doãn toại xem mắt, con suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là quên đi. Lương Văn nghe xong, đem người từ trong ngực kéo ra, sao con lại đổi ý rồi? Ban ngày còn đồng ý sẵn khoái mà. Ban ngày là nhất thời xúc động, hiện tại con đã suy nghĩ kỹ càng về kết quả. Khương Ngâm suy tư một lát, thử thăm dò hỏi, mẹ, đây cũng chỉ là chủ ý nhất thời của mẹ thôi, doãn toại, người ta còn chưa biết a. À lương văn nhìn về phía cô bất đắc dĩ nói đã bảo anh con tìm thằng bé hỏi thử vậy anh ấy nói như thế nào nói là sẽ suy nghĩ một chút mẹ cảm thấy nếu đã cân nhắc thì khả năng đồng ý rất lớn dù sao cũng không có trực tiếp cự tuyệt khương ngâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra không nhất trí với ý kiến của mẹ cô người ta nói suy nghĩ một chút ý tứ chính là từ chối nhã nhặn a không thể quá dứt khoát còn phải nhìn mặt mũi của mẹ và ba con nghe khương ngâm phân tích như thế lương văn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này nhưng lập tức nghĩ lại một chút liền cảm thấy doãn toại hẳn không phải là kiểu người dây dưa dài dòng nếu thực sự không nguyện ý sẽ chủ động cự tuyệt bà còn muốn nói gì đó thì khương ngâm đã quay người đi về phía cửa anh ấy không đồng ý coi như xong việc này về sau đừng nói nữa vội vàng quá cũng không tốt mẹ con đi ngủ trước lương văn trở về phòng ngủ đóng cửa lại Khương Ngâm mới chậm chạp phát hiện một vấn đề, cô như vậy có tính là lại bị Doãn Toại cự tuyệt một lần nữa không? Nghĩ thế, Khương Ngâm buồn buồn trong lòng, một cảm giác nghẹn khuất không biết từ đâu xuất hiện. Đáng ghét a! À? Bất quá cùng Doãn Toại xem mắt, sau đó lúng túng, ở chung một chỗ, bị anh từ chối nhã nhặn cũng không phải khó có thể tiếp nhận. Dù sao cô cũng đã quen bị anh cự tuyệt. Khương Ngâm nằm trên giường phiền muộn mấy phút, rất nhanh nghĩ thông suốt việc này thoải mái ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc Khương ngâm nháp một cái, từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy Khương bái hiếm khi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Khương ngâm nhìn xung quanh một chút, chỉ có một mình anh. Ba mẹ đâu? Khương bái cũng không quay đầu lại, trường học có tọa đàm. Khương ngâm tùy tiện ta một tiếng, vào phòng vệ sinh cầm bàn chải rồi bôi kem đánh răng lên, dư quan nhìn thấy Khương bái đứng dậy đi tới phòng bếp cô đánh răng bước theo nhìn anh lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra rửa mơ hồ không rõ hỏi anh nấu cơm cho em sao tốt như vậy làm cho một mình anh không có phần của em khương bái đến mí mắt cũng chẳng muốn nhất dáng vẻ thể hiện sự ghét bỏ em lo đánh răng cho sạch đi khương ngâm hừ hừ cái mũi về phòng vệ sinh đóng cửa lại cuối tuần ở nhà lười nhác trang điểm cô dưỡng da xong đi ra phòng khách ngồi trên ghế sofa mở tivi xem con người và tự nhiên. Từ khi bận rộn công việc, cô cũng không có thói quen xem phim, dứt khoát cứ ngồi nhìn như vậy để giết thời gian. Lúc này, chuông điện thoại reo lên, là Lương Văn gọi đến, hỏi cô hôm nay thấy trong người thế nào. Khương Ngâm đem âm lượng tivi giảm xuống hết mức, đã bớt nóng rồi, mẹ yên tâm đi. Vậy cuối tuần con hãy ở nhà đi, đừng có chạy lung tung. Thân thể con còn chưa phục hồi, phải ăn cơm đầy đủ mẹ sợ con gọi thức ăn ngoài nên đã bảo anh con về nhà nấu cơm cho con nó có ở nhà không lông mày khương ngâm nhếch lên nhìn về phía phòng bếp một chút ở nhà ngồi đây cúp điện thoại cô vui vẻ chạy bước nhỏ vào phòng bếp viện khung cửa nhìn anh hừ hừ còn nói không phải làm cho em có một số người cứ thích khẩu thị tâm phi nha khương bái đem đồ ăn đã sơ chế để trên bàn nếu không phải thấy em là bệnh nhân ai sẽ vui lòng mà hầu hạ em Tâm tình Khương Ngâm không tệ, cũng không muốn so đo với anh. Anh bận biệu như thế còn dành chút thời gian trở về nấu cơm cho em. Em quả thực rất cảm động. Nếu như có cuộc bình chọn anh trai tốt quốc dân lần tiếp theo, em nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh. Thế này đã cảm động. Khương bái xem nồi cháo một chút, rồi nhướng mày nhìn sang, vậy chờ lát nữa em không phải sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt chứ. Khương ngâm. Khương bái chỉ chỉ chính mình may mắn em có một người anh trai tốt anh đã phải uống ba tấc lưỡi mới thuyết phục được doãn toại đồng ý cùng em xem mắt nguyên văn là ba tấc không nát miệng lưỡi không biết mình giải thích như thế có đúng hay không nếu không mọi người góp ý giúp mình nha nói xong anh liền cười hì hì tranh công thế nào có cảm động đến muốn khóc không khương ngâm có một chút muốn khóc còn cảm động thì nửa phần cũng không có khương bái múc cho cô một chén cháo để trên bàn uống cái này trước đồ ăn lát nữa sẽ có khương ngâm nhăn mặt đi theo phía sau anh căn bản không có khẩu vị ăn cơm anh ấy thật sự đáp ứng sao vì sao a à? em như thế là có ý gì khương bái trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn khẽ nghiêng về phía sau không phải em coi trọng người ta sao anh đây cũng đã thuyết phục rồi sao em còn không cao hứng em khương ngâm đã là người trưởng thành em không thể lật lọng Khương Bái cầm điện thoại gửi cho cô cái địa chỉ, sẽ chiều ngày mai ba giờ cậu ta có thời gian. Đây là địa chỉ. Khương Ngâm đột nhiên không biết nói cái gì. Cô thật không nghĩ tới Doãn Toại thế mà lại đồng ý, mà còn đồng ý nhanh như vậy. Vì cái gì lại đồng ý cùng cô xem mắt? Theo lý thuyết anh hẳn là còn hận cô mới đúng. Khương Ngâm giật mình, trong đầu hiện lên một phỏng đoán. Việc này không chừng là có bẫy. Doãn Toại cuối cùng cũng muốn ra tay với cô rồi khương bái về phòng bếp xào rau khương ngâm càng nghĩ trong lòng càng bất an chạy vào phòng bếp hỏi anh anh em hỏi anh một vấn đề mí mắt khương bái đều chẳng muốn nhất ấp a à ấp úng có việc gì lớn chính là khương ngâm cân nhắc ngôn từ một chút hỏi nếu như em nói là nếu như có một nữ sinh mà anh không thích đột nhiên cưỡng hôn anh anh sẽ làm thế nào đầu óc em sốt đến hồ đồ hả đây là cái vấn đề loạn thất bát tao không có dinh dưỡng gì vậy mấy ngày trước em nhìn thấy trên mạng, anh mau trả lời em một chút thôi. Cưỡng hôn anh. Nữ sinh không thích. Mí mắt Khương bái rũ xuống, chậm chạp nâng lên, cố trả lời vấn đề này của Khương ngâm cô ta chết chắc rồi. Chân Khương ngâm rung lên một chút, lưng dựa vào khung cửa phía sau, trên mặt không có gì thay đổi, cân nhắc lại hỏi, người ta thường nói vật hợp theo loài, anh và Doãn Toại là anh em, vấn đề này nếu để anh ấy trả lời, có phải cũng không khác lắm nói xong, sợ Khương Bái phát giác được cái gì, cô lại buồn một câu, không phải xem mắt sao, em muốn từ anh nhìn ra một chút cách làm người của anh ấy. Cậu ta. Khương Bái cười lạnh một tiếng, đập nát tỏi ở trên thớt. Nhìn bộ dáng này của anh trai cô, Khương Ngâm bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng, anh ấy có phải ôn nhu hơn anh, hiền lành hơn anh một chút. Khương Bái bỏ dao xuống, quay đầu nhìn qua, đoán chừng nữ sinh kia sẽ chết càng thảm hơn. Khương Bái muốn xào rau, liền đem người đẩy đi ra, loại việc này căn bản sẽ không xảy ra trên người doãn toại, vấn đề này có thể giúp em hiểu rõ cậu ta cái rắm. Nếu em thật sự cảm thấy hứng thú với doãn toại, xế chiều ngày mai tự mình hiểu rõ cậu ta đi. Doãn toại không có bản lĩnh thế nào, mới có thể để cho nữ sinh mình không thích cưỡng hôn. Nữ sinh cậu ta không thích, trong vòng bán kính 2 mét đều không đến gần cậu ta được. Đây là vấn đề nhược trí gì, nữ sinh gặp được người khác phái mình thích, mạch não đều sẽ trở nên kỳ lạ như vậy sao? Khương bái thì thầm trong lòng, mở máy hút khói, đổ dầu lên chảo chuẩn bị xào rau. Khương ngâm còn cách một cánh cửa thủy tinh bên ngoài phòng bếp ngay ngốc đứng đấy, một lát sau lại kéo cửa ra, một vấn đề cuối cùng, lúc anh nói với Doãn Toại việc cùng em xem mắt, anh ấy đồng ý sảng khoái sao? Khương bái sửng sốt một chút, suy tư mở miệng, tối hôm qua anh tìm cậu ta, cách một đêm thì đồng ý, em cảm thấy có tính là không sản khoái không? Khương Ngâm Xong Nhất định là suy nghĩ một đêm làm sao để trả thù cô Bây giờ đã nghĩ ra biện pháp, sau đó liền đồng ý Khương Ngâm cảm giác cả người bị một chậu nước lạnh dội xuống Lạnh thấu tim Ngày mai cô phát sốt có thể không đi gặp anh được không? Tác giả có lời muốn nói Chương 17 Editor, Su Beta, Su. Trong chung cư cấp cao nào đó ở trung tâm thành phố, phòng khách được trang trí nhẹ nhàng mà xa xỉ, tia sáng có vẻ hơi ảm đạm, một cây đèn đặt dưới đất bên cạnh ghế sofa tản ra ánh sáng yếu ớt, phô nhiễm ra vần sáng sắc màu ấm. Hàng đông lấy văn kiện từ túi công văn ra, đưa lên, doãn tổng, hợp đồng kết hôn đã soạn xong dựa theo yêu cầu của ngài, nhưng hợp đồng này sẽ không được pháp luật công nhận, cho nên tôi còn bổ sung thêm thỏa thuận ly hôn. Doãn toại nhận lấy, đặt ở trên đùi tùy ý đọc lướt qua lúc nhìn thấy chữ thỏa thuận ly hôn to đùng không hiểu sao cảm thấy có chút chướng mắt một lát sau anh đem hợp đồng kết hôn cất đi đưa thỏa thuận ly hôn trả lại cho hàng đông cái này cậu cứ giữ trước đi nếu cần tôi sẽ liên lạc với cậu hàng đông tiếp nhận thả lại vào cặp trong lòng nổi lên nghi hoặc do dự nửa ngày vẫn là hỏi ra doãn tổng đây là muốn kết hôn theo hiệp nghị sao việc này sao không giao cho khương bái làm Hàng Đông cùng Khương Bái là đồng nghiệp, đều là đối tác trong ngành luật. Doãn Toại và Khương Bái là bạn học lại có quan hệ thân thiết, bình thường tất cả bản án đều giao cho Khương Bái làm, bây giờ đột nhiên tìm tới Hàng Đông, anh ta thực có chút thụ sủng nhược kinh. Tôi tin tưởng năng lực của luật sư Hàng. Doãn Toại mỉm cười, lần này làm phiền luật sư Hàng rồi, chuyện này hy vọng cậu có thể giữ bí mật, kể cả Khương Bái bên kia tốt nhất cũng đừng đề cập. Được, tôi đã hiểu tiễn hàng đông rời đi, doãn toại cất bước lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, di động vang lên, Khương Bái gọi điện thoại tới, cuộc hẹn ngày mai địa điểm và thời gian tôi đã nói qua với em tôi, cậu cũng đừng quên, không thể cho em tôi leo cây. Sẽ không. Doãn toại đáp một tiếng, cởi cúc áo ra rồi tiến vào phòng chứa quần áo. Lúc này Khương Bái hẳn là không có chuyện gì làm, cũng không vội tắt điện thoại mà tiếp tục cùng Doãn toại nói chuyện phím, bí mật kể cho cậu nghe chuyện này, Em gái tôi tám phần là coi trọng cậu đó." Doãn Toại đứng trước gương, cởi xuống cúc áo thứ hai, thần sắc hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn về tấm gương trước mắt, khóe môi khẽ kéo lên một vòng cong, nói thế nào? "Hôm nay em ấy hỏi tôi về cậu đấy, nhìn qua đối với cậu rất tò mò." Nói đến cái này, Khương Bái lập tức có chủ đề, nhưng mà hiện tại mấy cô gái trẻ hỏi thăm người khác sao toàn hỏi mấy cái vấn đề kỳ quái, đều là hỏi những câu hỏi vô bổ cậu đoán xem em ấy hỏi tôi cái gì doãn toại không có trả lời đặt di động tại cạnh góc tủ quần áo đem áo sơ mi trên người thay ra mặc áo choàng tắm rộng rãi vào khương bái em ấy thế mà hỏi tôi nếu tôi bị một nữ sinh mình không thích cưỡng hôn tôi sẽ làm thế nào cậu nói vấn đề này có phải rất nhược trí hay không trả lời cái vấn đề này tôi cảm thấy là đang vũ nhục nghiêm trọng trí thông minh của bản thân mí mắt doãn toại nhảy một cái hỏi anh trả lời thế nào? Làm sao tôi có thể trả lời được, đương nhiên nói là đối phương sẽ chết rất thảm rồi, tính tình của cậu, tôi còn không hiểu rõ sao, năm ngoái khi cậu vừa tiếp nhận truyền thông tin đồ, có nữ nghệ sĩ tại bữa tiệc giả vờ say rồi ngã vào trong ngực cậu, liền trực tiếp bị cậu tuyết tàn, đến nay ngay cả cơ hội xuất hiện cũng không có. Nếu người nào dám cưỡng hôn cậu, cô ta có thể sống chắc. Tuyết tàn, nghĩa đen là dấu trong tuyết, gần giống như đóng băng hay phong sát ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi phong bế hoạt động đại khái là bởi vì uống rượu khương bái tối nay nói đặc biệt nhiều tôi cảm thấy nói kiểu này có vẻ như cậu thủ thân như ngọc ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đoán chừng em gái tôi đối với cậu cũng rất yên tâm con gái không phải đều thích con trai chỉ đối với mình tốt còn với nữ sinh khác thì chẳng thèm ngó tới tôi thấy cậu rất phù hợp thế nào tôi đây cũng coi như là sớm giúp cậu lưu lại hình tượng tương đối hoàn mỹ ở trong lòng em gái tôi. Doãn toại. Đúng rồi. Khương Bái lại nghĩ tới cái khác, lần trước tôi nghe lão thân nói có tiểu học mùi khoa tài chính theo đuổi cậu, tôi thật ra vẫn không yên tâm lắm. Có câu nói này nói hay lắm, thứ không có được luôn luôn làm người ta sao động, lúc trước cậu đối với tiểu học mùi đó rất để tâm, bây giờ chắc không đến mức vẫn còn vương vấn đấy chứ. Tôi nói cậu nghe, như vậy là không thể được, Khương Ngâm là em gái ruột của tôi, cậu đã đáp ứng cùng với em ấy gặp mặt, thì đừng nghĩ tới những cái kia nữa, nếu không thì có chút không tôn trọng con bé, dù hai chúng ta là anh em thì tôi cũng không đồng ý. Doãn toại từ phòng quần áo đi ra, thuận miệng đáp, tôi biết. Lại hàng huyên vài câu, Khương bái cúp điện thoại, Doãn toại đi vào phòng tắm, tắm rửa một hồi, sau khi xong liền vén chăn lên ngồi dựa vào đầu giường cầm iPad ấn mở mail rồi xử lý công việc bên trong. Làm xong nhìn thời gian, đã 10 giờ tối. Lấy điện thoại từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, anh theo thói quen ấn mở Weibo. Là một tài khoản đã đăng ký, ID, gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm. Chỉ theo dõi một mình Khương Ngâm. Nhấn vào trang chủ Weibo của cô, 10 phút trước cô vừa chia sẻ một bức ảnh cẩm lý với dòng chữ, cẩm lý cẩm lý mau hiển linh, điều ước vận may cấp bách bảo toàn tính mạng của tôi, nhìn xem tôi thành kính như sứ lan mắt to, vỗ tay. Sứ lan mắt to là cách nói mà cư dân mạng miêu tả người có đôi mắt to, có thể làm mê hoặc người khác và làm người khác không thể từ chối được. Cẩm lý, cá coi, là một biểu tượng may mắn ở Nhật Bản. Lướt xuống chút nữa, cô nữ giờ sau nhấn like một bài viết quay bộ với nội dung là Vì sao trên đời này không có bán thuốc hối hận? Doãn Toại nhớ tới Khương Bái vừa mới nói chuyện kia qua điện thoại, xem ra là bị anh trai dọa cho phát sợ. Ý cười trong mắt chợt lóe lên, like bài viết cẩm ly của cô trên Weibo. Mở ra phần bình luận, phía dưới cũng rất náo nhiệt. Nghĩ một chút, anh cũng bình luận một câu, ngón tay nhấn gửi. Nghĩ đến ngày mai sắp phải xem mắt, giờ phút này Khương Ngâm nằm ở trên giường căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cô có một loại dự cảm không lành nếu như ngày mai đi gặp mặt, rồi gặp lại doãn toại, có lẽ khả năng cao cô sẽ chết rất thê thảm. Nhưng nếu ngày mai cô không đi, vậy thì đồng nghĩa với cho anh leo cây, có thể sẽ chết thảm hại hơn. Hai con đường, đều là đường chết. Khương ngâm trở mình, một lần nữa cầm điện thoại di động lên ấn mở Weibo, định chia sẻ thêm nhiều ảnh cảm lý nữa, để ngày mai cô có thể xuất phát thuận lợi một chút. Vừa mới chia sẻ xong phía dưới khu bình luận Weibo đã rất náo nhiệt, cô tùy ý liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy một ID quen thuộc. Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm, thành kính bái cẩm lý cần nhắm mắt ngưng thần, trước tiên đem sứ lan mắt to của em nhắm lại đã. Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên fan hâm mộ này bình luận dưới Weibo bò của cô. Người này chắc chỉ là một fan hâm mộ nhỏ đơn thuần thích cô, đoán chừng tính cách tương đối hướng nội, bình thường không quá thích nói chuyện. Khương Ngâm xem bình luận của anh, lại nhìn cách chơi chữ trên Weibo của mình một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, lời anh nói hình như rất có đạo lý, hẳn là phải nhắm mắt lại, dụng tâm cúng bái mới tương đối có thành ý. Khương Ngâm thỉnh thoảng sẽ cùng Phan Hâm Mộ giao lưu, hơn nữa đối với ID quen thuộc này sinh lòng hảo cảm, cô trực tiếp trả lời anh, vậy hiện tại tôi nhắm mắt có làm hỏng vận may không? Anh hẳn là đang online, trả lời còn rất nhanh, đoán chừng đã bị hỏng. Khương Ngâm. Là một phan trung thành chân chính, lúc này chẳng lẽ không nên an ủi cô một chút sao? Thế mà còn đã kích cô nữa. Phan giả, tuyệt đối là phan giả. Để điện thoại di động xuống, Khương Ngâm chấp hai tay đặt sau đầu, nhìn chậm chậm lên trần nhà, lặng lặng suy nghĩ về việc xem mắt ngày mai. Không biết cô có thể thuận lợi tránh thoát một kiếp này hay không nữa. Nếu không bây giờ cô tìm doãn toại tâm sự trước dù sao nói chuyện trên mạng có cảm giác an toàn hơn so với ngày mai ở trước mặt nói nhưng mà cô không có phương thức liên lạc của doãn toại ba mẹ cô và anh trai chắc là có nhưng không mở miệng xin được đúng lúc này điện thoại vang lên âm thanh len ken khương bái gửi đề xuất tài khoản uy chát tới uy chát đối tượng hẹn hò của em thêm tài khoản này đi ngày mai việc gặp mặt tự mình liên hệ với cậu ta tâm linh không đùa được đâu nghĩ cái gì là cái đó đến trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Khương Ngâm chủ động thêm uy chát doãn toại. Bên kia hình như đang bận, vẫn chưa có thông báo xác nhận. Khương Ngâm tiếp tục lướt Weibo xem video hài giết thời gian. Khoảng mười mấy phút trôi qua, trên điện thoại di động hiện ra thông báo nhắc nhở, đối phương đã xác nhận trở thành bạn tốt của cô. Vốn cho là anh sẽ chào hỏi mình, đợi ba phút, một dấu chấm câu cũng không có gửi tới. Nhìn chầm chầm khung cha của hai người, Khương Ngâm liếm môi một cái, gõ chữ gửi qua, có đó không? Doãn toại, em nói trước chuyện gì đi, rồi tôi quyết định có đó hay không? Đầu óc Khương Ngâm nhanh chóng chuyển động, ngón tay gõ gõ trên trên bàn phím mấy chữ, Doãn tổng, cha mẹ tôi bọn họ không biết hai chúng ta kỳ thật đã sớm quen biết, cho nên mới sắp xếp chúng ta xem mắt. Doãn toại, ừm. Ừm. Là có ý gì? Khương Ngâm đang soạn chữ trên khung chat gõ rồi lại xóa bỏ có chút không biết làm sao để nói với anh lúc này doãn toại lại gửi tin nhắn tới ngày mai tôi có chuyện muốn tâm sự với em khương ngâm cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong tin nhắn của anh ngày mai tôi sẽ tính toán mọi chuyện với em càng đọc càng khóc không ra nước mắt sẽ không phải như cô phỏng đoán chứ muốn tìm cô trả thù a à? khương ngâm là như này tôi ngã bệnh rồi đại sư mới giúp tôi tính một quẻ ngày mai tôi mà đi ra ngoài sẽ phát sốt Doãn Tọa, em có thể không tới. Khương Ngâm không nghĩ tới anh thế mà dễ nói chuyện như vậy, trong lòng vui mừng, khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên đến. Ngay sau đó Doãn Tọa lại gửi tới một câu, tự gánh lấy hậu quả. Ban đêm, Khương Ngâm ngủ rất sâu rồi mơ một giấc mộng. Cô mơ tới mình bị Doãn Tọa dùng dây thừng trói lại, anh cầm roi da nhỏ trong tay, âm trầm cười, đứng ở đầu giường, trốn a, à, sao em không trốn nữa? Khương Ngâm hết hồn tỉnh lại ngày kế tiếp lúc gần đến chỗ hẹn khương ngâm liên tục xây dựng cho mình tâm lý kiên định doãn toại chắc sẽ không bởi vì chuyện lúc trước mà cùng bố mẹ cô và khương bái trở mặt đâu nhỉ điều đó có nghĩa là anh coi như trả thù cô thì khả năng cao anh cũng chỉ trả thù nho nhỏ một chút khiến cô làm ra việc xấu hổ gì đó trước công chúng sẽ không làm việc gì quá đáng tự an ủi bản thân một hồi như vậy làm cho cô tìm lại được không ít dũng khí Khương Ngâm dựa theo địa chỉ Khương Bái cho, đến địa điểm đã hẹn, là một nhà hàng nhìn rất xa hoa, trong nội viện cây cối sung xuê, dạt dào sắc xanh, đá viên lát thành lối nhỏ khúc khuỷu, đài phun nước phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ tạo ra ánh sáng từ cầu vồng. Khương Ngâm nói tên Doãn Toại, được nhân viên phục vụ đưa lên một gian phòng khách tầng 2. Sợ bị Doãn Toại xem thành sai lầm đắc tội anh, Khương Ngâm đến sớm 20 phút. Doãn Toại còn chưa tới, cô một mình ngồi xuống chỗ trống vị trí gần cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy cảnh cành lá rậm rạp bên ngoài người phục vụ đưa trà bánh đến rồi im lặng rời đi khương ngâm vẫn không biết cái gì đang chờ đợi mình lúc này cũng không có cảm giác thèm ăn chẳng qua là cảm thấy miệng khô nâng tách trà lên uống một ngụm là một loại trà đặc chế từ gạo nếp đặc biệt với dư vị nhẹ nhàng khoan khoái lưu lại hương trong khoang miệng khương ngâm lại đưa lên uống thêm một ngụm cửa phòng khen két một tiếng bị người đẩy ra ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân bước chân tự tin lại vững vàng rất có khí thế không giống như là nhân viên phục vụ lưng khương ngâm hơi cứng lại tay cầm tách trà để lại trên bàn bên tai một cơn gió thổi qua doãn toại đã ngồi xuống chỗ đối diện cô văn kiện trên tay tùy tiện đặt lên bàn khoảng cách hơi xa khương ngâm không thấy rõ anh đang cầm văn kiện gì hôm nay anh không mặc âu phục một chiếc áo sơ mi màu trắng sọc xám đơn giản, tay áo sáng lên đến cánh tay, lộ ra da thịt trắng trẻo, khớp xương ngón tay rõ ràng, gầy mà thon dài, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tới, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên cánh tay anh nổi lên mạch máu màu xanh. Doãn toại sau khi ngồi xuống liền tự nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, cầm nhẵn nhụi dương lên, nhìn qua cô. Khương Ngâm cảm thấy lúc này hẳn là nên nói chút gì đó, nhưng quan hệ của hai bọn họ lúng ta lúng túng, giống như nói cái gì cũng rất khó xử. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn trầm mặt. Sao thế? Doãn toại thình lình nói một câu, Khương Ngâm thuận thế ngẩng đầu, trực tiếp chạm tới đôi mắt đen như mực của anh. Anh quể oải nhìn cô, âm thanh nghe không ra cảm xúc, mấy ngày trước còn gọi tôi là ca ca, hôm nay đến cả bắt chuyện cũng không biết sao. Chương 18 Editor, Su Beta, Su Đã bị anh nói như vậy, Khương Ngâm hướng anh cười thoải mái, dùng giọng điệu thương lượng nói, "Vậy tôi gọi anh là ca ca, hôm nay anh có thể đối tốt với tôi một chút sao?" Doãn Toại dương mắt, "Em sợ tôi đối em không tốt như thế, xem ra rất có ý thức tự giác với những việc bản thân đã làm." Khương Ngâm lập tức không cười được. Không nói tới việc đề tài đều đã nhắc đến mức này, Khương Ngâm cảm thấy hôm nay cần phải hoàn toàn kết thúc một chút, miễn cho sau này lo lắng, đề phòng luôn sợ ngày nào đó anh sẽ trả thù cô nhấp môi dưới đem đầu rũ xuống ngày ấy là tôi nhất thời xúc động ai bảo anh ngày đó chọc tức cô lúc ấy cô cảm thấy nếu như không hôn thì rất có lỗi với nỗ lực nửa tháng vất vả của mình nhất thời xúc động thì không cần trả giá đắt sao giáo sư khương cùng giáo sư lương và đại luật sư khương ba người tuyệt đối không nghĩ tới có ý tốt sắp xếp cuộc xem mắt giờ phút này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ trở thành cục diện đòi nợ và trả nợ đã bắt đầu tính sổ khương ngâm dựa theo thái độ phụ trách nghiêm túc mở miệng vậy anh nói đi bồi thường phí tổn thất tinh thần hay là phải bồi thường cái khác hoặc là anh muốn tôi làm thế nào doãn toại nhấp một ngụm trà cầm văn kiện trong tay tôi xác thực có chuyện cần em hỗ trợ nếu như em đáp ứng việc này liền cho qua nói xong anh đem hợp đồng đặt trước mặt khương ngâm khương ngâm nhìn văn kiện trên bàn trên cùng có hàng chữ to phá lệ bắt mắt hợp đồng kết hôn khương ngâm ngạc nhiên ngẩng đầu có chút không kịp phản ứng có có ý gì doãn toại một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi dương cầm lên ra hiệu cô trước tiên có thể nhìn xem hợp đồng khương ngâm bình phục nỗi lòng một chút nghiêm túc nhìn vào nội dung hợp đồng vì ứng phó người trong nhà hai người sẽ kết hôn theo hiệp nghị kỳ hạn là nửa năm nửa năm sau nếu ly hôn tài sản dưới danh nghĩa của Doãn Toại, cô muốn cái gì đều có thể tùy tiện lấy đi. Con ngươi Khương Ngâm bỗng dưng phóng đại, tỉ mỉ nhìn lại một lần, đúng là ý tứ này. Khương Ngâm bị dọa không nhẹ, bưng ly nước uống một ngụm, kết quả phát hiện trong ly trống không. Cô đang muốn bỏ ly xuống, Doãn Toại cầm ấm nước lên rót cho cô, thế nào? Khương Ngâm nhìn anh, muốn cười nhưng không được, cảm giác như sự việc phát sinh trước mắt lúc này hết thảy so với giấc mộng tối hôm qua bị anh trói lại kia, càng không chân thực. Cuộc xem mắt hôm nay, đến cùng vì sao lại phát triển thần tốc như vậy? Cô bưng ly nước lên, nhấp một ngụm, vẫn rất khó mà tưởng tượng nổi, vì sao lại tìm tôi? Ông lão trong nhà thúc giục gấp gáp, trước mắt tôi vẫn không tìm được người muốn nắm tay cả đời, cho nên cần có thời gian nửa năm giảm sóc. Doãn toại rót cho mình tách trà, trên gương mặt tuấn giật không chút gần sống vừa hay không phải em còn thiếu tôi cái gì sao vậy nên cái việc vội vàng này để em giúp là rất phù hợp kỳ thật khương ngâm còn chưa bao giờ nghĩ muốn kết hôn lúc này liền hoàn toàn sợ ngay người cho nên tối hôm qua doãn toại nói có chuyện muốn tìm cô tâm sự thật ra là chuyện này nửa năm sau nếu anh vẫn không tìm được người muốn nắm tay cả đời thì sao khương ngâm chợt hỏi doãn toại rủ mi xuống Đốt ngón tay có chút dùng sức, nắm vuốt tách trà, anh nhấp một ngụm rồi chậm chạp buông xuống, "Đến lúc đó, đi hay ở thì tùy em." Nghe qua không phải việc gì khó, còn có thể hóa giải ân oán trước đó của hai người một cách nhẹ nhàng. Cô phải đáp ứng lời đề nghị đó sao? Khương Ngâm bưng ly nước, âm thầm tính toán trong lòng. Ban đầu cô đồng ý với mẹ cùng doãn tội xem mắt là vì bị Tạ Vương Bác đảng và Doãn Bạch Liên Hoa ở trước mặt chọc tức cô nên mới nói như vậy để hai người bọn họ về sau ngoan ngoãn cung kính với cô nhưng sau đó lại cảm thấy cô và doãn toại có ân oán lại còn xem doãn toại như công cụ hình người giúp mình nở mày nở mặt thì quá không thích hợp kết quả ai có thể ngờ đến hiện tại doãn toại thế mà chủ động muốn kết hôn với cô ngược lại còn coi cô thành công cụ hình người ứng phó người trong nhà bức hôn nếu như là lợi dụng lẫn nhau cô cũng không cần thiết phải ấy ấy trong lòng đúng không thuận tiện còn có thể bởi vì việc này đem ân oán cũ của hai người xóa bỏ, vẹn cả đôi đường. Khương Ngâm lại đánh giá doãn toại ở phía đối diện, hôm nay anh mặc trang phục rất tùy ý, cổ áo sơ mi mở một cúc, mơ hồ lộ ra xương quai xanh đẹp mắt. Màu da của anh rất trắng, đường công từ cổ đến cầm trôi chảy xinh đẹp, ở giữa nổi lên hầu kết cứng trắng, lạnh lẽo, hơi chuyển động lên xuống, mang theo phần gợi cảm, cấm dục phía bên trên là khuôn mặt rất có tiện chất làm yêu nghiệt hòa thủy, đôi mắt đào hoa đen nhánh thâm thúy, khóe mắt cục xuống cùng đuôi mắt hơi nhếch lên tạo nên đường vòng cung hoàng mỹ, cực kỳ câu người. Xung quanh khóe mắt hiện lên màu hồng nhàn nhạt, con người sâu hung hút, mông lung ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt, tự như say lại không phải say, làm cho người ta hãm sâu. Có lẽ là bởi vì thân phận, anh rất biết cách quản lý biểu cảm, lúc này lười nhát, tùy ý ngồi ở nơi đó, thoải mái mặt cô dò xét có chút nhăn mày rất nhỏ khó có thể nhìn ra làm cả người kiêu căng lại thêm phần cao quý khương ngâm đã từng thích gương mặt này của doãn toại bây giờ đã nhiều năm trôi qua kỳ thực cô vẫn thích gương mặt này như cũ thật là không có sức chống cự nào làm một nhan cẩu nhiều năm giá trị nhan sắc của doãn toại như vậy vẫn là rất phù hợp với thẩm mỹ của cô nếu không lúc trước cũng sẽ không mặc dạng mày dày theo đuổi anh lúc đại học Cô chỉ nhìn một chút liền thích, một lòng muốn theo đuổi được anh, sau đó nói chuyện yêu đương vườn trường ngọt ngào một trận. Đáng tiếc kết quả lại không như mong muốn, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ không giống như vậy, bây giờ doãn toại thế mà chủ động nói muốn kết hôn với cô. Suy nghĩ theo hướng mặt dày vô sĩ, tổng tài của truyền thông tinh đồ, siêu cấp đại soái ca doãn toại, anh hiện tại cùng cô. Câu Hôn Lại nói đến, lúc trước không theo đuổi được anh, vẫn luôn là khúc mắc nhiều năm của Khương Ngâm. Nếu như hai người kết hôn hợp đồng, Doãn Toại vì muốn để cô phối hợp với anh làm vợ chồng giả, ân ái trước mặt người trong nhà, tất nhiên sẽ có lúc nhờ vả cô chuyện gì đó. Kể từ đấy thời thế thay đổi, cô người từng bị anh cự tuyệt, hát lên bài ca giải phóng nông nô, có phải còn rất có cảm giác thành tựu hay không? Tóm lại, cuộc mua bán này với cô mà nói dường như không lỗ. Suy tính thế nào rồi? giọng nói doãn toại tản mạng vang lên, phá vỡ các loại ý nghĩ ba hoa chích chòe trong đầu Khương Ngâm. Đã suy nghĩ kỹ. Trước ánh nhìn chăm chú của doãn toại, Khương Ngâm thận trọng uống ngụm trà, chậm rãi để tách xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, tôi không đồng ý. Cô còn muốn giả vờ một chút, thuận tiện thăm dò thành ý muốn kết hôn với cô của doãn toại lớn bao nhiêu. Dù sao, hiện tại anh đang cầu mong mình giúp đỡ cô phải nhìn xem anh có thế cầu xin cô đến mức độ nào cái này cũng quyết định tương lai hai người thật sự kết hôn địa vị trong gia đình của cô cao bao nhiêu nếu doãn toại ngay cả lời văn vẽ cũng không muốn nói hai câu thì quên đi anh lại đi tìm người khác cái này chứng minh rằng cô là người có thể tùy tiện thay thế kết hôn đối cô cũng chưa chắc có chỗ tốt gì càng đừng nói đến chuyện ở trước mặt đôi cậu nam nữ kia trút giận nếu là như vậy việc kết hôn này không kết cũng thế mặc dù anh vừa có nhan sắc vừa có tiền, điều kiện có được sau khi ly hôn cũng rất lớn, nhưng cô cũng có cái giá của cô. không muốn. mười ngón tay doãn toại tùy ý đang lại đặt lên bàn, mi tầm hơi nhíu khó có thể thấy được, dương mắt. vì sao? dù gì doãn toại cũng không biết việc mình cần anh để đối phó đôi cậu nam nữ kia, hương ngâm dứt khoát không kiên nể gì cả, làm ra dáng vẻ rất đáng đo. cũng chỉ vì chút chuyện trước kia, tôi liền phải cùng anh kết hôn nửa năm tôi cảm thấy chính mình thua lỗ, việc này đối với tôi đều không có nửa điểm lợi ích nào, anh như vậy là đang khi dễ người. Nói đến đây, cô dừng một chút, anh rõ ràng là muốn nhờ vả tôi, dù sao cũng phải cho tôi một cái lợi ích a. À. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, không biết Doãn Toại có thái độ gì, cứ như vậy nhìn chầm chầm gương mặt kia của cô, nửa ngày cũng đáp lại. Khương Ngâm bị anh nhìn không hiểu sao chột dạ, rủ mi mắt xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực ấy hai người đều không nói gì, sự chờ đợi trở nên có chút dày vò. Khương Ngâm vừa mới giấy lên sự đắc ý nhỏ một chút liền vội vàng dập tắt. Xem ra, cũng không có thành ý gì nha. Nếu là dạng này, tương lai kết hôn thật, anh chưa hẳn có thể giúp cô trút giận. Khương Ngâm suy tư, dần dần không có tính nhẫn nại, cảm thấy cuộc xem mắt hôm nay thực sự không có ý nghĩa. Ngay lúc cô định mặc kệ doãn toại có phải đang trả thù mình, đều kiên quyết không đồng ý, thậm chí trực tiếp đứng dậy rời đi một thanh âm rốt cuộc cũng phát ra thêm một điều kiện nữa khương ngâm ngẩn đầu ngũ quan doãn toại lưu loát rõ ràng ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên tóc anh từng tia nhỏ hốc mắt rất sâu bên trên mí mắt hiện ra nếp uống rất sâu một vài sợi tóc rủ xuống lúc ánh mắt chạm nhau môi mỏng gợi cảm của doãn toại khẽ mở chậm rãi nói hồi trước ở buổi đấu giá từ thiện tôi lấy được một cái máy ảnh kim cương kỷ niệm của quốc vương brunei nói đến cái này ánh mắt khương ngâm sáng rực lên trong thoáng chốc trái tim cũng nhảy cẩn lên lúc ấy cô ở buổi đấu giá nhìn cái máy ảnh kia mà thèm ghê gớm đáng tiếc không có tiền cuối cùng doãn toại lấy giá một ngàn vạn cầm xuống khương ngâm có chút khẩn trương nhìn anh chờ anh nói xong doãn toại nguyện ý nhượng bộ nói điều kiện với cô đã làm khương ngâm rất hài lòng mấy ảnh này dù sao cũng trân quý, khó có được, cô không yêu cầu xa vời doãn toại sẽ đưa cho cô, nếu sau khi cưới cho cô mượn chơi đùa, cô đã rất vui vẻ rồi. Cái máy ảnh kia, nên đón ánh mắt trong suốt, tràn ngập mong đợi của cô, khóe môi doãn toại hơi kéo xuống khó có thể thấy được, không nhanh không chậm mở miệng, cho em làm xính lễ. Chương 19 Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Su. Beta, Su. Ông Tâm Thái rất có thể sẽ bị trả thù đến xem mắt, bây giờ lại ký hiệp nghị kết hôn để trở về. Đến lúc này Khương Ngâm vẫn cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. Từ trong phòng đi ra, cô chậm chạp nhớ tới thứ gì đó, dừng ở đầu bậc thang, tỉ mỉ đánh giá trên người Doãn Toại, việc kết hôn này, không có gì lừa dối phải không? Doãn Toại vòng qua cô, đi xuống dưới lầu, máy ảnh cũng cho em rồi, còn sợ ăn thiệt thòi có ăn thiệt thòi không tạm thời khương năm vẫn chưa có cảm nhận được cô cất di động vào bên trong túi sách, đi theo sau tôi là sợ anh quá keo kiệt để tôi kết hôn với anh ứng phó người trong nhà là giả dự định mỗi ngày một trăm loại phương pháp tra tấn để trả thù tôi mới là thật như vậy tôi chẳng phải nhảy vào hố lửa sao doãn toại đột nhiên ngừng bước khương năm suýt nữa đâm vào lưng anh may mắn bắt lấy được tay vịn bên cạnh kịp thời đứng vững khi anh xoay người lại, cô ngẩng đầu, đôi mắt vô tội nhấp nháy mấy lần, sao anh đột nhiên phanh lại vậy, chút nữa thì va vào rồi, đi không đúng quy định, có nghĩ đến sẽ khiến người thân hai hàng nước mắt hay không? Nhìn liền biết là người mới tập lái xe. Doãn toại rũ mắt xuống, chăm chú nhìn cô một hồi, tiếp tục đi về phía trước, ngoài miệng nói sợ tôi trả thù em, tôi thấy hành động của em ngược lại là rất phách lối, không biết sợ thật hay là sợ giả. Sợ thật nha khương ngâm nhún vai một cái đi theo sau nhưng mà sau khi cưới nếu như anh tra tấn tôi thì sẽ quy thành bạo lực gia đình tôi có thể đi tố cáo anh đúng rồi anh tôi là luật sư đó kỳ thật cho tới bây giờ trong lòng khương ngâm thực ra đã không còn sợ anh dù sao cũng là tổng tài của truyền thông tin đồ chính miệng anh đã đáp ứng ký hiệp nghị thì sẽ không so đo chuyện trước kia vậy chắc chắn sẽ nói lời giữ lời hơn nữa tương lai muốn cô cùng anh ở trước mặt người nhà diễn kịch cũng sẽ có thời điểm ngoan ngoãn cầu xin cô. Nghĩ đến một ngày kia được doãn toại nịnh nọt, cầu xin, Khương Ngâm liền cao hứng như đứa trẻ. Cảm giác kia, thiệt là quá đã luôn. Từ trên lầu đi xuống, đúng lúc có một người uống say đi từ đầu bậc thang đến, Khương Ngâm đang đắm chìm trong suy nghĩ sinh động của chính mình không chút phòng bị, bả vai bị người ta va vào một cái, túi sách đeo trên vai rơi xuống mặt đất. Vừa rồi cô để điện thoại vào túi sách quên kéo khóa lại, Lúc này một cú va chạm liền đem điện thoại và những đồ vật mang theo bên người rơi xuống đất. Mà người đàn ông đang say kia đã vịn tay vịn cầu thang đi lên trên lầu. Bả vai Khương Ngâm bị đụng rất đau, bất quá cũng vì chính mình không nhìn đường, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Cô cúi người, đem đồ vật rơi ra ngoài một lần nữa nhét vào trong túi. Không bao lâu, một đôi tay thon dài, trắng trẻo dò tới, nhặt lên một bình xịt nhỏ hình trụ màu đen trên mặt đất, đưa về phía cô nhận ra là tay của Doãn Toại, Khương Ngâm không ngẩng đầu, cười nhẹ, đưa tay nhận, cảm ơn. Đầu ngón tay cô vừa đụng vào bình xịt nhỏ, không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên Doãn Toại lại đem đồ vật thu về. Khương Ngâm ngẩng đầu nhìn qua. Anh đem món đồ kia cầm ở trong tay tỉ mỉ quan sát, mỗi chữ mỗi câu phía trên bình đều nhớ kỹ, phun sương phòng sói. Lưng Khương Ngâm cứng đờ, cô lấy lại bình tĩnh, bước tới bên doãn toại đoạt lại rồi nở một nụ cười đơn thuần, vô hại, thứ thiết yếu của con gái khi đi ra ngoài nha, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi suy nghĩ nhiều. Doãn toại vẫn còn đang xem xét món đồ kia, nhìn qua giống vừa mua, có phải là vì cố ý chuẩn bị cho buổi xem mắt hôm nay? Nói đúng hơn, là dùng để đối phó anh. Cùng tôi xem mắt, còn mang bình phun sương phòng sói. Doãn toại nhất thời bị chọc giận mà cười lên, thấy cô nhìn sang, anh chỉ chỉ chính mình được thôi nói với tôi một chút tôi là loại sói gì hôm qua bởi vì những lời nói kia của khương bái trong lòng khương ngâm thực sự bất an cô sợ hôm nay mình thực sự sẽ chết rất thê thảm cho nên lúc trên đường tới đây liền mua cái đồ chơi này chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ai mà ngờ tới lại bị doãn toại phát hiện tại sao không nói chuyện tôi là sói gì doãn toại lại hỏi một lần Hương Ngâm lúc này tràn đầy khát vọng muốn sống, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, phải trả lời loại sói nào mới có thể để cho anh bớt tức giận. Anh là... Cô dừng hai giây, trong lúc nhất thời không biết trúng cái tài gì, buộc miệng nói, Tân Lan. Tân Lan, nghĩa là chú rể. Và là sói, Khương Ngâm đang chơi chữ. Doãn toại. Khương Ngâm tự khen chính mình vì sự cơ trí này, tiếp tục bổ sung, không phải là sắp kết hôn sao, cho nên anh rất nhanh sẽ trở thành tân lan mà tân lan cũng là sói không biết câu trả lời này có lấy lòng được doãn toại hay không tóm lại anh cũng không tiếp tục so đo tìm tòi ngọn nguồn với cô nữa trên đường từ nhà hàng đi ra hai người im lặng không nói năng gì nhìn qua thì dường như rất hài hòa tới cửa khương ngâm dự định cùng anh mỗi người đi một ngã chuồn trước cho chắc còn chưa kịp nói tạm biệt với anh doãn toại giống như phát giác được ý đồ của cô liền nói trước tôi đưa em về khương ngâm nhanh chóng cự tuyệt không sao không cần phiền phức như vậy tôi tự mình gọi xe là được tôi nghĩ chúng ta cần nói về việc kết hôn thuận tiện gặp cha mẹ em một chút hôm nay sao khương ngâm đứng yên tại chỗ cô không nghĩ là phải vội vã như vậy người trong nhà thúc giục nhân viên phục vụ đã sớm đem xe lái đến cửa doãn toại tiếp nhận chìa khóa xe mở cửa ở ghế phó lái ra ghé mắt nhìn qua cô sau khi cha mẹ em đồng ý chúng ta liền đi lĩnh chứng xu cưới vợ là phải cưới liền tay bằng khương ngâm ngồi ghế phó lái bên cạnh doãn toại lúc này mới dần dần ý thức được cái cô vừa ký là hợp đồng kết hôn chứ không phải hợp đồng yêu đương kết hôn là đi cục dân chính đăng ký lĩnh chứng các kiểu lúc ấy cô căn bản không có nghĩ nhiều như vậy lĩnh chứng kết hôn a à, chuyện này quá đột ngột Doãn Toại nhắc nhở cô cài dây an toàn, cô tiện tay kéo dây an toàn cài cho mình, rồi trầm mặt một lát, hỏi, "Phải gấp gáp như vậy sao?" Xác thực rất cấp bách. Doãn Toại nhìn qua bên kia một chút, nhanh một chút cũng tốt, cái máy ảnh kia cũng có thể sớm đến tay em một chút. Nhắc đến máy ảnh, ánh mắt Khương Ngâm có chút không xác định nhưng trong nháy mắt lại nhiễm lên tia sáng, thậm chí có chút mong chờ nhỏ. Cô không còn đắn đo gì nữa, chỉ là ghé mắt nhìn sang ừm còn hôn lễ muốn làm thế nào doãn toại đánh tay lái đem xe rời khỏi nhà hàng chuẩn bị hôn lễ cần thời gian hiện tại hơi vội vàng có thể đợi về sau lại bổ sung khương ngâm nghiêm túc suy tư một hồi thật ra cũng chỉ có nửa năm mà thôi về sau sẽ ly hôn cũng không cần làm quá khoa trương đâu hôn lễ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi quá phiền phức với lại doãn toại và cô cũng được xem là nhân vật công chúng vốn dĩ không phải là kết hôn đứng đắn gì vẫn là nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn ở vị trí ghế lái cảm xúc trên khuôn mặt tuấn giật của doãn toại căng cứng môi đẹp mím thành một đường thẳng một lúc sau anh nhàn nhạt nói nói sau đi khương ngâm cũng không đem việc này để trong lòng khuỷu tay cô đặt ở cửa sổ xe tay áo lụa trắng theo động tác của cô tuột xuống lộ ra cổ tay tinh tế trắng nõn cùng cánh tay trắng hồng cô sờ sờ đầu đang suy nghĩ câu hỏi tiếp theo hôm nay nói chuyện kết hôn với cha mẹ tôi luôn sao? Không cần hoãn lại một chút. Tôi sợ bọn họ sẽ bị sốc. Dừng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, doãn toại nhìn về bên này, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cánh tay tinh xảo, non mịn của cô, ý vị không rõ mà nói, em có thấy gã đi, giáo sư Lương chắc hẳn rất vui mừng. Nghe đi, đây là tiếng người sao? Khương Ngâm vốn còn muốn nói lại, nhưng cẩn thận bổ não một chút phản ứng của lương văn nữ sĩ khi nghe được tin tức cô và doãn toại kết hôn rất có khả năng là cao hứng hơn chấn kinh dù sao cuộc xem mắt hôm nay vốn chính là một tay lương nữ sĩ thúc đẩy chắc chắn là ước gì cô có thể yêu đương rồi kết hôn với doãn toại như vậy bà liền có thể vung tay chưởng quỷ vung tay chưởng quỷ không cần phải làm việc không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa không chừng còn phải vỗ đùi nói một câu cuối cùng con cũng đem chính mình gã đi được rồi trên mặt khương ngâm ít nhiều cũng có chút không nhịn được nhẫn nhịn nửa ngày mới chậm rãi tự đắc cha tôi ông ấy vẫn là không nỡ tôi đột nhiên muốn kết hôn ông ấy khẳng định không tiếp thu được doãn toại nhìn đường phía trước như có điều suy nghĩ nói như vậy hôm nay thuyết phục bọn họ độ khó có chút cao đó là điều đương nhiên khương ngâm nói anh muốn cưới tôi cũng không phải việc dễ dàng như vậy Khương Ngâm tìm lại một chút tự tin, ngồi thẳng lên, tâm tình dần dần chuyển biến tốt, giọng điệu ném nồi, mặc dù tôi ký hiệp nghị kết hôn, nhưng loại chuyện này chắc chắn không thể để cho người nhà của tôi biết. Anh nói muốn kết hôn, nếu ba mẹ tôi không đồng ý, anh nên tự mình tìm cách làm thế nào để thuyết phục bọn họ đi. Ném nồi, ngôn ngữ mạng, ám chỉ việc trốn tránh trách nhiệm, cố gắng đẩy mâu thuẫn của bản thân sang chỗ khác và để người khác chịu trách nhiệm. Su, tặng chiếc mim ném nồi bằng. Ánh mắt Doãn Toại liếc về bên kia, khóe môi có chút giật, không nói chuyện. Lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh lái xe không tiện lắm, nói với Khương Ngâm, "Giúp tôi lấy ra, xem ai gọi đến." Điện thoại di động của anh ở trong túi quần, Khương Ngâm nhìn một chút, hắn giọng, "Là anh nói tôi lấy chứ không phải tôi chiếm tiện nghi của anh đâu nha." Nói xong, cô nghiêng người qua, sờ về phía túi quần anh, lấy di động ra nhìn ghi chú một chút, cô đọc lên cái tên đang hiện, Tần Hy. Nhận đi. Khương Ngâm. Để cô nghe. Không lẽ là cuộc gọi không quá quan trọng? Điện thoại liên tục trung, Khương Ngâm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhấn nút màu xanh lục để nhận, alo, xin chào. Thần sắc doãn toại hơi sững sờ, nhân lúc kẹt xe liếc nhìn cô một cái, chợt bất đắc dĩ cười, không hề nói gì. Bên kia điện thoại đặc biệt yên tĩnh. Khương ngâm đợi một chút, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Doãn Toại, không phải là điện thoại quấy rầy chứ. Ngón tay thon dài của Doãn Toại tiếp tục lái, đuôi mắt hất lên, tản mạng đáp, không phải. Có lẽ là nghe được âm thanh Doãn Toại, trong điện thoại rốt cục có động tĩnh, Toại ca NB. NB, lợi hại, trâu bò, đỉnh của chấp. Sau đó trực tiếp cúp máy. Là giọng của đàn ông. Khương ngâm sững sờ, cảm thấy không hiểu gì cả, hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏi một câu, ai vậy? Bạn từ nhỏ. Khương ngâm nhớ lại phản ứng vừa rồi của người kia, gấp gáp nói, vậy sao anh lại để cho tôi nghe? Phía trước là giao lộ đèn đỏ, doãn tọa nghiêng đầu qua, cười như không cười, ánh mắt nhìn cô, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, tôi để em giúp tôi bấm nhận, không nghĩ đến em lại đưa lên tai rồi nghe. Trách tôi. Vậy anh không thể nói chuyện rõ ràng sao? lời này của anh vốn là có nghĩa khác. Khương ngâm trong lòng chột dạ, chỉ có thể dựa vào giọng nói để gia tăng khí thế. Có lẽ là vì hành vi xấu hổ của mình, sau đó Khương ngâm một đường đều luôn trầm mặt. Thẳng đến khi xe lái vào khu nhà ở Đại học C, dừng xe, Doãn Toại mới cầm điện thoại di động lên gọi lại cho Tần Hy. Sau khi Tần Hy nghe cũng không có đề cập tới việc vừa rồi, thanh âm mang theo chút mỏi mệt, hôm nay vừa về nước, buổi tối gặp mặt không? chỉ sợ không được. Doãn toại nhìn xuống đồng hồ, phải đi công tác, tối nay bay, hai ngày nữa trở về gọi lại cho cậu. Được, vậy cậu cứ bận trước đi. Kết thúc cuộc gọi, hai người cùng nhau xuống xe. Khương ngâm nhớ lại ghi chú vừa mới xuất hiện trên điện thoại, trong chớp nhoáng nhớ tới thứ gì, bạn từ nhỏ của anh, không phải là ông chủ của VWHOLLI chứ. Doãn toại ngoài ý muốn chớp mắt một cái, em biết. Tôi từng chụp quảng cáo cho trang sức Vdook có nghe qua tên, chưa gặp người thật. Đoạn thời gian trước, tiệc tối thời thượng ở Đồng Thành không phải là Vdook tổ chức sao? Doãn toại ừng một tiếng, cùng cô đi vào đơn nguyên. Đơn nguyên, trong nhà ở nhiều tầng, đơn nguyên là tập hợp các căn hộ cùng sử dụng một tổ chức giao thông thẳng đứng, cầu thang bộ, cầu thang máy, vv. Một ngôi nhà có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn nguyên việc vừa rồi chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, việc tiếp theo phải đối mắt, mới là đại sự. Về đến cửa nhà, Khương Ngâm muốn gõ cửa, lại do dự rụt trở về, không quá chắc chắn nhìn về phía Doãn Toại, hôm nay thật sự phải nói với họ luôn sao? Nếu không chậm một chút, chúng ta cẩn thận thương lượng lại. Doãn Toại lẳng lặng đứng ở đằng kia, có vẻ so với cô bình tĩnh hơn rất nhiều, sớm muộn gì rồi cũng phải nói. Khương Ngâm ngẫm lại, đạo lý này cũng đúng. Cô hít sâu mấy lần, sau đó bình phục tâm tình, chủ động lui về sau một bước, nhìn về phía Doãn Toại làm ra tư thế mời, "Nào ca ca, anh lên đi." Chương 20. Editor Su. Beta Su. Buổi chiều, tiết trời có chút bất thường, chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã khuất sau tầng mây, mơ hồ nhô ra sừng nhọn nho nhỏ, bầu trời hiện ra màu xanh xám. Một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, toàn bộ mặt trời rút vào sau đám mây đem mình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Ở phòng khách Khương gia, ghế sofa hình chữ U, Khương Bẩm Hoại và Lương Văn ngồi tại vị trí trung tâm, bên trái là Khương Ngâm, bên phải là Doãn Toại cùng Khương Bái. Hai người đột nhiên báo tin muốn kết hôn, thực sự đã làm chấn kinh tất cả mọi người trong Khương gia. Bầu không khí an tĩnh hai giây, thấy trong phòng ánh sáng có chút ảm đạm, Lương Văn đẩy đẩy Khương Ngâm để cô đi mở đèn. Khương Ngâm đi đến ấn mở công tắc đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu sáng lên. Khương bẩm hoài hơi cúi đầu, khoanh tay trầm ngâm gì đó, nửa ngày chưa có tỏ thái độ gì. Khương bái cầm điện thoại trả lời mấy công việc trên uy chát, ngẩng đầu, lấy cánh tay khoác lên vai doãn toại, người anh em, hôm nay cậu uống lộn thuốc. Hôm nay mới xem mắt, sao bây giờ lại trực tiếp nói đến chuyện cưới gã? Tiến triển này quả thật có chút nhanh. Nóng lòng muốn làm em rể của mình như vậy, Khương Bái cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó tin. Lương Văn cười cười, nhìn về phía Doãn Toại, thật ra, người trẻ tuổi các con quyết định cái gì chúng ta cũng không sẽ không hỏi, nhưng dù sao hôn nhân cũng là việc lớn, có phải hơi gấp gáp hay không? Khương ngâm liếc Doãn Toại ở phía đối diện một cái, anh đứng đắn ngồi ở đó, khí độ nhã nhặn, trầm ổn, đối mặt với cục diện lúc này, biểu hiện vẫn bình tĩnh, thông thả như cũ, giáo sư Lương, Khương Ngâm là hòn ngọc quý trên tay của cô và giáo sư Khương, con rất cảm kích cô đã nguyện ý thúc đẩy để hai người chúng con gặp mặt nhau ngày hôm nay. Nhưng con nghĩ, cô đã có sự sắp xếp này, tất nhiên cũng là vì cân nhắc đến việc chung thân đại sự của Khương Ngâm, lấy kết hôn làm mục đích đi. Doãn tọa dương mắt nhìn về phía Khương Ngâm, lần trước, hôm sinh nhật giáo sư Khương có gặp qua Khương Ngâm, con liền cảm thấy ngâm ngâm đáng yêu, lòng sinh hảo cảm, hôm nay lại cùng em ấy hàng huyên trò chuyện, càng thích em ấy hơn, cũng nguyện ý thay giáo sư Lương và giáo sư Khương chiếu cố ngâm ngâm, cho em ấy bình yên cùng hạnh phúc. Khương ngâm nghe được mặt đỏ đến tận mang tai, ánh mắt bất giác tránh khỏi ánh mắt của anh. Không nghĩ tới doãn toại còn thật biết bị chuyện, không cần bản thảo cũng có thể mở miệng nói dối. Nếu không phải sớm biết hai người kết hôn theo hợp đồng, đoán chừng cô đã bị lời nói thâm tình, nghiêm túc này của anh làm cho cảm động đến mức tim đập rộn lên, không phải anh không gả. Doãn Toại vẫn còn nói tiếp, ông lão trong nhà vẫn luôn thúc giục việc kết hôn của con, con cũng hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn để hoàn thành một tâm nguyện của ông ấy, nên hôm nay mới đường đột nói việc này với hai người. Mặc dù có chút gấp gáp, nhưng xin giáo sư yên tâm, con nhất định sẽ dụng tâm chuẩn bị hôn lễ, phong cảnh tráng lệ, không để cho Khương Ngâm chịu ủy khuất. Khương Bái ở bên cạnh nghe được cũng sửng sốt, sợ cầm, đem người tỉ mỉ đánh giá khương bái luôn cảm thấy hôm nay tiểu tử này không bình thường nói lời như vậy khiến anh nổi hết cả da gà rồi thế nhưng theo sự hiểu biết của khương bái về doãn toại hôm nay cậu ta biểu hiện thế này xem ra là làm thật khương bái lại đi dò xét khương ngâm doãn toại xưa nay không gần nữ sắc bây giờ đột nhiên liền muốn kết hôn nha đầu khương ngâm này cho cậu ta uống thuốc mê nghe xong lời nói của doãn toại biểu lộ trên mặt của lương văn nữ sĩ mới tự do dự dần dần chuyển sang hình tượng mẹ vợ bình thường, tiêu chuẩn, mỉm cười thân thiện. Bà vỗ vỗ cánh tay Khương Bẩm Hoài, rất tự hào nói, nhìn xem, ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm đi, doãn toại là một đứa trẻ có trách nhiệm. Sắc mặt Khương Bẩm Hoài cũng đã hòa hoãn, trầm mặt chốc lát rồi mở miệng, tâm ý của con thầy và giáo sư Lương đã nghe rõ, 5 năm năm thuở nhỏ bị nuông chiều mà lớn lên, Mặc dù cũng đã đến tuổi cưới gả nhưng hôn nhân là chuyện lớn không phải trò đùa, không chỉ là việc của hai người các con mà còn là việc của hai gia đình. Ông đổi tư thế ngồi, thái độ vẫn khoan dung như trước, chênh lệch giữa hai nhà có chút xa, còn có biết người trong nhà có thái độ gì với chuyện này không? Doãn Toại còn chưa tiếp lời, điện thoại khương ngâm chợt vang lên, cô nhanh chóng giảm âm lượng. Lão đại Giang Lăng gọi tới, hẳn là nói chuyện làm ăn. Nhìn Doãn Toại ứng phó tự nhiên, bên này chắc cũng không cần cô chen miệng vào làm gì. Khương Ngâm nhận điện thoại, trở về phòng ngủ, chị Lăng, sao vậy? Thân thể thế nào? Còn sốt không? Đã không sao. Khương Ngâm đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến trước bàn sách ngồi xuống, nghe thấy Giang Lăng nói, vậy là tốt rồi, đoạn thời gian trước em và Dương Thư bận biểu việc chụp ảnh tạo hình nhân vật quả thực rất vất vả, chờ thân thể em tốt lên, mọi người ở phòng làm việc cùng nhau tụ tập ăn một bữa, Chúc mừng các em hoàn thành công việc, muốn ăn ở chỗ nào thì tùy ý em và Dương thư chọn. Được nha, vậy em chắc chắn sẽ không khách khí. Ai bảo em khách khí? Giang Lăng ở bên kia cười giận, lại nói, còn có một tin vui muốn nói với em, ảnh tạo hình, gió phệ các em hoàn thành không tồi, bây giờ bên sản xuất bọn họ đã quyết định giao luôn việc chụp ảnh tuyên truyền cho phòng làm việc chúng ta, thậm chí có ý muốn cùng chúng ta bảo trì hợp tác lâu dài. Giang Lăng là đàn chị của Khương Ngâm và Dương Thư, danh khí trong giới nhiếp ảnh cũng nổi tiếng. Năm ngoái Giang Lăng thành lập phòng làm việc chụp ảnh Lăng Vận, mời Dương Thư và Khương Ngâm nhập cổ phần, cùng phòng làm việc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bên sản xuất và phía chủ đầu tư của Âu Gió Phệ đều là truyền thông tinh đồ. Dưới trướng truyền thông tinh đồ có rất nhiều nghệ sĩ, tài nguyên thì nhiều không kể xiết, có thế cùng xí nghiệp như thế hợp tác lâu dài. Đối với phòng làm việc các cô mà nói đúng là một tin tức tốt. Khương Ngâm dần tươi cười rạng rỡ, ngửi được hương vị của tiền, như vậy rất tốt, sau này không cần lo lắng về con đường phát triển của phòng làm việc chúng ta. Ai nói không tốt đâu? Giang Lăng cũng cao hứng. Hai người đang rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sau khi cúp máy, Khương Ngâm suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên hiện ra một phỏng đoán. Truyền thông tin đồ cùng phòng làm việc các cô hợp tác không liên quan gì đến Doãn Toại chứ. Nhắc đến Doãn Toại, Khương Ngâm mới nhớ đến người đó còn ở bên ngoài trò chuyện về việc chung thân đại sự của cô, không biết nói thế nào rồi. Cô vội vội vàng vàng mở cửa ra ngoài, Doãn Toại đã đứng dậy đi đến cửa, Khương Bẩm Hoài và Lương Văn cũng đứng ở cửa ra vào đưa tiễn. Lương Văn nhìn thấy Khương Ngâm, vội nói, "Ngâm Ngâm đi đưa Doãn Toại xuống dưới lầu." Khương Ngâm thuận miệng đồng ý, cùng Doãn Toại từ trong nhà đi ra. Khương gia ở tầng 3, lúc này thang máy còn chưa tới, hai người lại cùng nhau đi thang bộ xuống dưới. Anh và ba mẹ tôi đã nói chuyện thỏa đáng rồi sao? Ừm. Doãn toại bỏ tay vào túi đi phía trước, chờ tôi đi công tác về, sắp xếp cho người lớn hai bên ăn một bữa cơm đem chuyện kết hôn sắp xếp thỏa đáng, sau đó tìm ngày đi lĩnh chứng. Nói đến đây, Doãn toại dừng dây lát, quay đầu nhìn cô, chuẩn bị hôn lễ mất rất nhiều thời gian, tạm thời không xử lý được nếu như cảm thấy quá quạng cu ẻ, có thể đợi lĩnh chứng xong, lúc chúng ta dọn đến nhà mới có thể cùng nhau mời bạn bè về nhà ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút. Khương Ngâm suy nghĩ lời anh nói, ngẩng đầu, vậy là vẫn sẽ làm hôn lễ ư. Thế nhưng nếu anh thật sự dụng tâm chuẩn bị như lời đã nói với ba mẹ tôi thì chờ đến khi có thể làm hôn lễ thì cũng là lúc hai chúng ta nên ly hôn a. À. Nói đến chỗ này, Khương Ngâm nhấp môi dưới, đột nhiên có chút phát sầu, nhìn ba mẹ tôi cao hứng không biết đến lúc ly hôn bọn họ có khó chịu hay không cô đột nhiên cảm thấy việc này chính mình làm quá qua loa hối hận chậm rãi dâng lên thần sắc doãn toại ngưng lại lẳng lặng nhìn cô một lát sau nói đến lúc đó tôi sẽ cho bọn họ một lời giải thích yên tâm đi anh có thế sao có thế anh tiếp tục cất bước xuống lầu dưới nhìn rất tự tin được thôi tôi sẽ tin anh một lần Khương Ngâm cảm thấy an tâm không ít, thấy anh bước nhanh chân, cô nhảy nhót đi theo sau, đúng rồi, sao anh lại có thể dễ dàng thu phục ba mẹ tôi như vậy? Chuyện đó. Cô đưa tay vuốt tay một cái, ấp a à ấp úng một lát, vừa rồi tôi không ở đó, anh không có nói chuyện trước kia với bọn họ chứ. Đi đến cửa thoát hiểm tầng một, doãn toại đẩy cửa ra, nghiêng người nhường cô ra trước, đuôi mi dơ lên một chút, chuyện trước kia là gì? Chính là, chuyện trước kia chứ sao? chuyện em theo đuổi tôi. Có thể đừng nói thẳng ra như vậy không? Một cô gái nhỏ dễ ngại ngùng, thẹn thùng như cô, không cần mặt mũi sao? Nhìn biểu cảm hơi quýnh lên của cô, doãn toại im ắng cười, dẫn đầu từ trong đơn nguyên đi ra, dừng ở dưới hành lang, không có. Anh quay đầu, nên tiếp ánh mắt Khương Ngâm nhìn đến, khóe môi gợi lên một cái, chừa cho em một chút mặt mũi. Tâm tình Khương Ngâm lập tức thông thoáng không ít, vui vẻ đuổi theo, thật cô còn rất sợ vừa rồi thái độ của ba mẹ không kiên định sau đó doãn toại lanh mồm lanh miệng đem việc này nói ra dù sao nếu như nói cô đã từng đối với doãn toại theo đuổi không buông thích anh thích đến vô cùng thì chính là biện pháp thuyết phục ba mẹ cô nhanh nhất doãn toại rũ mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ ướt chừng bàn tay của cô thật sự không có vậy quan hệ của anh và anh trai tôi thân thiết như vậy đã nói với anh ấy chưa cô kích động kéo lấy ống tay áo doãn toại cầm thon thon hất lên, sắc mặt dưới ánh hoàng hôn phím hồng, con mắt hẹp dài, đôi mắt tự nhiên hướng về phía trước chăm chú, tăng thêm mấy phần tươi đẹp và dụ người, chỉ là đôi đồng tử trong veo như nước kia, lúc này mang theo chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Doãn toại quét mắt xuống hai tay đang nắm chặt tay áo anh, đốt ngón tay trắng nõn như rễ hành, gầy gò mà đẹp mắt. Hai người sắp lại gần nhau, anh có thể mơ hồ ngửi được hương vị trong veo nhàn nhạt, dư vị kéo dài trên người cô hầu kết sắc bén của doãn Toại chuyển động lên xuống thanh âm trong lúc vô tình bị anh thả nhẹ hiện lên một sự ôn như chính anh cũng không phát giác được cũng không có nói xong anh nhìn thấy cả người khương ngâm trong nháy mắt buông lỏng xuống vuốt ve tim mình vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi với cái tính tình chó kia của khương bái nếu như biết cô từng theo đuổi doãn toại còn thất bại anh ấy có thể chê cười cô suốt hai mươi năm cô cũng không muốn mãi mãi sống trong bóng ma của khương bái nghĩ thôi cũng đáng sợ đạt được câu trả lời như mong muốn tâm tình khương ngâm không tệ cô đột nhiên phát hiện doãn toại vẫn rất ổn trọng biết lời gì nên nói lời gì không nên nói làm người khác ưa thích quá đi tâm tình thư thái nụ cười của khương ngâm như tắm trong gió xuân vậy anh từ từ đi trên đường lái xe cẩn thận một chút đúng rồi anh đi công tác bao lâu trở về hai ba ngày. Doãn toại nhìn cô, cười như không cười, nói, việc đính hôn chờ tôi đi công tác trở về sẽ nhanh chóng sắp xếp, em cũng không cần gấp gáp như vậy. Ai sốt ruột? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi sốt ruột? Tôi rõ ràng chính là khách khí với anh nên mới hàng huyên một chút. Doãn toại không cho cô cơ hội giải thích, đã lên xe, liếc nhìn cô một cái từ trong cửa sổ xe, khởi động động cơ, lái xe rời đi. Khương Ngâm đứng dưới hành lang, nhìn sau đuôi xe đã đi xa của anh, duỗi ngón cái và ngón trỏ ra, nhắm một mắt lại, cách một khoảng không, nhắm ngay vị trí tài xế. Nhắm chuẩn mục tiêu, bắn ra. Biêu biêu. Doãn toại cầm tay lái, quét mắt một vòng về bóng người trong gương chiếu hậu, lắc đầu, tản mạn cười. Lúc thu hồi ánh mắt, dư quan của anh nhìn qua vị trí ghế phó lái, phía trên có một chiếc túi sách của phụ nữ. Là chiếc túi sách Khương Ngâm mang trong buổi xem mắt hôm nay tiễn xong doãn toại khương ngâm một lần nữa đi thang máy lên nhà khương bái dựa lưng vào tường bên ngoài cửa hai tay khoanh lại dáng vẻ cà lơ phất phơ nhìn thấy cô từ trong thang máy ra ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cô nha đầu em qua đây khương ngâm khó hiểu đi qua làm gì khương bái chỉ chỉ cô đi một vòng cho anh xem chút khương ngâm đứng đấy bất động anh có bị bệnh không anh suy nghĩ nửa ngày cũng không thể hiểu được Khương Bái hơi nghiêng người, ngang bằng chiều cao của cô, "Doãn Toại coi trọng cái gì của em vậy? Vì sao vừa gặp mặt, cậu ta lại đột nhiên muốn cùng em kết hôn? Em cho cậu ta uống thuốc mê hả? Bởi vì em xinh đẹp nha." Khương ngâm vuốt tóc qua tai, cao ngạo ngẩng đầu, vô cùng tự tin, "Trên thế gian này, có đàn ông nào mà em không bắt được sao?" Nói ra thì thật ngại, chính Doãn Toại đã rớt cả nước mắt nước mũi, quỳ xuống cầu xin em kết hôn nói lần trước đến nhà chúng ta gặp em, sau đó liền trở về tương tư, vô cùng thích em, còn nói không có em không thể sống được, em cũng ngại cự tuyệt, lúc này mới miễn cưỡng mà làm. Miễn cưỡng mà làm gì? Cửa thoát hiểm bị người từ bên trong đẩy ra, doãn toại cầm túi sách của cô bước chân dài đi tới, thần sắc bình tĩnh nhìn chầm chầm khương ngâm. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.